người hết hạnh tùy thời nghe pháp, cả năm điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Phần nhẫn nại. 2. Nết hạnh người dễ dạy. 3. Nết hạnh được thấy được gặp các bậc sa môn. 4. Nết hạnh biện luận về Phật pháp. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Phần chính. 1. Sự cố gắng đoạn tuyệt điều ác. 2. Nết hạnh theo pháp cao thượng. 3. Nết hạnh thấy các pháp diệu đế. 4. Nết hạnh làm cho thấu rõ niết bàn. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 10. 1. Tâm không sao động vì pháp thế gian. 2. Không có sự uất ức. 3. Dứt khỏi tình dục. 4. Lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Tất cả chư thiên và nhân loại nếu được thực hành theo những điều hạnh phúc như thế là người thắng quá trong mọi nơi, thì hằng được hạnh phúc trong mọi nơi. Chư thiên này, các ngươi nên tin rằng cả 38 điều hạnh phúc ấy là hạnh phúc cao thượng. Sắp đề sắc ta a về ra hòn tu tu chính ta hòn tu nít đúc cha hòn tu ấp cha pháp cha hòn tu ni cha hòn tu đi cha du cha hòn tu rô ga hòn tu sam phát tì hi sam mít chanh tu thức kỳ ác ta năng ta đi hoa rành tu đúc cha phát ta cha nít đúc cha phai gia phát ta cha nít thai gia cho cha phát ta cha nít sô cha hòn tu sắp đề chi pha mi nô. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được vui, đừng có đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Con xin đọc kinh bài Phật Lực Kinh. Ba hôm sa ha sa ba mi nền mi ta sa yu thành tăng di mê cha lăng u kích tha khổ ga sa se na ma răng đa na tiếp nam ma quýt ti na chi ta hòa mu nền đồ tăng tê cha sa ba quát tu tê cha cha măng cha la ni ma ra ti về cha ma ti dung ti pháp ba rắc tình khổ ram phan ba quát tháp mắc tha mắc thắc tha giác thằng thằng tỳ su đành ta quýt ti na chi ta hòa mu nền đồ tăng tề cha sa ba quát tu tề cha cha măng cha la ni na ra di rèm cha cha qua rằng ác đức mắt ta bù tăng đà quát di chăn cha ma sa ni qua su đà ru nành tăng mắt tăng bu tề cha quát chi na chi ta hòa mu nành đồ tăng tề cha sa ba quát tu tề cha cha măng cha la ni ông thích ta thập cha ma ti thập cha su đà ru nành tăng tha hoàng thi dồ cha na pha lăng gu li ma la hoàng tăng y thì đi sang chắp tâm nô chi ta hòa mu nền đồ tăng tề cha sa ba quát tu tề cha cha măng cha la ni chắc tọa na chắc tham mu đa rằng quý hạ chắp đi ni già chỉnh già gia đúc tha qua cha nặng cha na sa gia mắt chề tăng tề na sòm mau quýt thi na chi ta hòa mu nền đồ tăng tề cha sa ba quát tu tề cha cha măng cha la năng chắc chẳng quý hạ gia mắt chi chắc cha cha hòa đắc thề tùng Wa da pi ro pi ta ma nang a ti ang ta bu tang phan nya pa di pa cha li to chi ta wa mu nen do tang te cha sa ba wa tu te cha cha mang ga la ni nang do pha nang da bu cha yang chi bu cung thang ma hắc thần phục tệ na thề da bu cha về nha da ma pa yang to y thu pha đề sa wa ti na chi ta wa mu nen do tăng tề cha sa ba quát tu tề cha cha măng cha la ni đúc giả ha thích thi phúc cha về na su đắc sa hấp thằng rầm măng vi xúc thi xúc thi mất thi ba sa thi tha năng nhà na cha nề na quýt thi na chi ta hòa mu nền đồ tăng tề cha sa ba quát tu tề cha cha măng cha la ni ê ta thi phúc tha cha cha măng cha la tha tha gà tha yô hòa cha nô đi na đi nè sa ra tệ ma tăng đi hít thò na ni ma quýt quýt tha ni chúc tha cha hòa mốt thằng thức thằng ác thức cha mẹ cha na rô sa phần nhô. Phần 1. Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tệ. Ngài đã cảm thắng ma vương
Ma viên biến thành ngàn cánh tay đều cầm khí giới, cởi vôi với đi mê tha lá, đủ cả binh ma tiếng la hét vang đền nhờ pháp thập độ, nhất là pháp bố thí. Mà Đức Phật đã cảm thắng được ma vương, do nhờ Phật lực này xin cho hạnh phúc phát sanh đến chúng con. Phần 2, Đức Phật đã cảm thắng được dạ so A Lá Quát Khá rất can nhẫn, không lòng nhẫn nhục, khoe tài chọn đem cùng Đức Phật. Dạ so rất hung ác, cảm giọng hơn ma vương, đã bị Đức Chánh Biến Chi dùng pháp nhẫn nại thâu phục rồi. Do nhờ Phật lực này xin cho hạnh phúc phát sanh đến chúng con. Phần 3, Đức Phật cảm thắng vôi Nà La Di Lý đến cơn hung ác chỉ trợ như lửa rừng, như sấm thép, như sấm sét, nhờ rải lòng từ bi mà Đức Chánh Biến Chi đã cảm thắng được vôi ấy. Do nhờ Phật lực này xin cho hạnh phúc phát sanh đến chúng con. Phần 4, Đức Phật dùng phép thần thông cảm thắng Anguli Ma La, kẻ cướp sát nhân, cắt ngón tay người, xỏ lòng chàng quá, kẻ quá hung nhưng rất tinh nhuệ, cầm gươm rượt Đức Chánh Minh Chi Sa Ba Do Trừng. Do nhờ Phật lực này xin cho hạnh phúc phát sanh đến chúng con. Phần 5, Đức Phật đã khử trừ lời dữ của nàng Chinh Cha. Nàng dùng tay tròn giống dạng đứa bé trong thai, giả làm phụ nữ mang thai, nhờ dùng pháp chánh định mà Đức Chánh Minh Chi đã cảm thắng nàng giữa chốn đông người. Do nhờ Phật lực này hạnh phúc phát đến chúng con. Thứ phần 6, Đức Phật sáng suốt nhờ ngọn đèn tuệ. Ngài đã cảm thắng kẻ ngoại đạo sắp chắc khá là kẻ không ngay thật, chỉ ưa thích sự nâng cao lời nói mình như người dựng cột phướng, kẻ rất si mê chẳng khác người mù. Do nhờ Phật lực này xin cho hạnh phúc phát sanh đến chúng con. Phần 7, Đức Phật dạy Đại Đức Mục Kiền Liên Mốc Gan La Ná biến làm Long Vương để thâu phục rồng chúa Năng Đồ Phá Năng Đá, là rồng tà kiến có nhiều thần thông. Nhờ dạy Đại Đức Mục Kiền Liên mà Đức Chánh Biến Chi đã thâu phục được rồng chúa ấy. Do nhờ Phật lực này xin cho hạnh phúc phát sanh đến chúng con. Phần 8, Đức Phật đã cảm thắng Đại Phạm Thiên Bá Khá tự cho mình là cao thượng, vì đức trong sạch có thông và chấp hẳn xà chí. Nhờ giác tệ này mà Đức Chánh Biến Chi đã cảm thắng được Đại Phạm Thiên ấy. Do nhờ Phật lực này xin cho hạnh phúc phát sanh đến chúng con. Những người có trí tệ không biến nhát, thường ngày hằng tụng hoặc niệm tám kệ ngôn tán dương quay luật của Đức Chánh Biến Chi, sẽ tránh khỏi vô số nạn tai và sẽ chứng quả niết bàn, là nơi an vui độc nhất. Út ta mằng về na hoành đề hằng phà đa phần xồm qua rung ta mằng bút thề vô khá lý tổ sổ bút thổ khá mắt tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cuối đầu làm lễ dưới chân Đức Phật. Ngài là đấng chí tôn chí thắng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, quý xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mằng về na hoành đề hằng thầm mạnh cha đúc vi thằng qua rằng thầm mê vô khá lý tổ đồ sô thầm mô khá mát tu tăng ma mạng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm để hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, quý sinh pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mằng về na hoành đề hằng sẵn thằng cha đúc vi thổ ta mằng sẵn thề vô khá lý tổ đồ sô sẵn hồ ô ca măng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, quý sinh tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin kính mời các quý vị Phật tử cũng như các sư các cô tu nữ trong đạo tràng gom tâm lại thanh tịnh và thành kính để thọ trì tam quyên vào ngũ giới. Giới sư, con xin kính lễ ngài Liễu Tông luôn. Con đây con đọc, mình đã biết ai vô ai ra hết. Út ca sa mai dầm bằng tề vi sôn rắc khắc nắp thà dết tích ta rắc nề na sa phần ca sĩ la ni ya cha ma. Đu ti dầm đi ma dằn bằng tề vi sùm rắc khắc nắp thà dứt tích ta rắc nề na sa phần cái chì là ni già cha ma. Ta ti dầm đi ma dằn bằng tề vi sùm rắc khắc nắp thà dứt tích ta rắc nề na sa phần cái chì là ni già cha ma. Còn bạch quát sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, đi văn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch quá sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, đi văn giữ hành theo cho được sự lợi ích thằng thứ nhì.
Bạch Quá Sư, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con xin cung thỉnh sư trí tức cầm mít để truyền tâm quy và ngũ giới cho chúng con trong đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sân Thầy. Xin lễ ngài Diệu Tông, chào Đại Đức Phật Sang, chào cô tu nữ Như Pháp, chào chư thiện nam tín nữ. Xin được thay mặt Thi Tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa đăng gạch chi hàm mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đầm mong sa đăng gạch chi hàm mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sầm thân sa đăng gạch chi hàm mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đu ti âm bi bụt đăng sa đăng gạch chi hàm mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti âm bi đấm mong sa nắng gạch chá hàm mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti âm bi sân thắng sa nắng gạch chá hàm mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tạ ti âm bi bụt đăng sa nắng gạch chá hàm mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ ti âm bi đấm mong sa nắng gạch chá hàm mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ ti âm bi sân căn sa nắng gạch chá hàm mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt thần sa đại năng gạch chá mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thầm mặn sa đại năng gạch chà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, xin y Pháp. Sẵn khăn sa đại năng gạch chà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Trụ ti dâm bi bút thần sa đại năng gạch chà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lặng thứ nhì. Trụ ti dâm bi thầm mặn sa đại năng gạch chà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lặng thứ nhì. Tu ti dâm bi sẵn khăn sa đại năng gạch chà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm bi bút thần sa đại năng gạch chà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi thầm mặn sa đại năng gạch chà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm bi sẵn khăn sa đại năng gạch chà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Ti sar nak hát nang nít thị tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. À ma bằng tê dạ chân ba na thi ba ta về ra mà đi chỉ có bấy năng samad dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự sát sanh à định na đa na về ra mắt y tóm năng sam mắt dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự trộm cắp cà mê sumit cha cha ra về ra mắt y tóm năng sam mắt dạ mi. Còn xin quan dự điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mục sa hoa đam về ra mạnh đi sẽ có với thằng sâm mắt dạ mi. Còn xin quan dự điều học là quy chánh xa sự nói dối su ra mê ra yam ma cha pa ma đa tha nam về ra mạnh đi sẽ có với thằng sâm mắt dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh
sai uống rượu và các chất sai. Thana ti tha ta huệ ra mi xích ca pha đàm sa ma di già mi. Con xin vâng giữ điều học là coi chính xa sự sắc sanh. A đình na đa na huệ ra ma mi xích ca pha đàm sa ma di già mi. Con xin vâng giữ điều học là coi xa sự trộm cắp. Kha mê su mít cha cha ra huệ ra ma mi xích ca pha đàm sa ma di già mi. Con xin vâng giữ điều học là coi chính sai sự tà hạnh. Mu sa wa da huệ ra ma ni xích ca pha đầm sa ma di già ni. Con xin vâng giữ điều học là cối chánh xa sự nói dối. Su ra me ra cha mắc chát pha ma đắp tha na huệ ra ma ni xích ca pha đầm sa ma di già ni. Con xin vâng giữ điều học là cha sự dễ vui uống rượu và cắt chắc xa. Imani bành cha sĩ ca bạch đà ni sa tu căng ca toa ngập ba ma đề na ni cha ca lăng samarak kỳ tạc băng. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng quy dự hành theo cho được trong sạch trọn đời, chẳng nên dễ vui. A ma bành tê dạ sinh vật Sile na suvatin yonti, sile na phukasam badan, sile na niputin yonti tatmai, silang vichu thak yem. Các chúng sinh được sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới, được giàu sang cũng nhờ dị giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dị giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật chưa được trong sạch đừng để lầm nhơ. Út ta mặn về na quanh đề hằng thà đa phần sùm qua rút ta mặn bút thề dồ ca li tô đồ sô bút thô ca ma tu tăng ma mặn. Út ta mặn về na quanh đề hằng thầm mạnh ca đúc vi thần qua rằng thầm mê dồ ca li tô đồ sô thầm mô ca ma tu tăng ma mặn. Ốc ta mang ghê na quanh đề hằng sẵn khanh cha đốc quý thổ ta mang sẵn khề dô ca li tô đô sô sẵn hồ ca ma tu tăng ma mang. Con xin kính thỉnh sư trí đức cầm mít để chúc phúc cho đạo tràng. Thi ya chan nạc ga tha xin tham an tu xin tham an tu xin tham an tu y đăng phá lăng e ta smin rát ta na ta ya smin sam bá sa đà na chê. Ta xô cầu xin cho quả của tâm tiến thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Không có đủ giờ nữa, con xin đọc hồi hướng với lại thỉnh pháp sư mà không đọc tiếng Việt. Y đàng vô nha ti năng hô tu sĩ ta hồng ti nha ta vô. Y đàng vô nha ti năng hô tu sĩ ta hồng tu nha ta vô. Y đàng vô nha ti năng hô tu sĩ ta hồng ti nha ta vô. Y đằng qua ta mê phun nhân à sao vắt ca già và hằng hồ tú. Y đằng mê phun nhân nít bà na sa vắt ca dô hồ tú. Ma ma phun na pha gầm sắp bác sắp tà năng bề pha bề pha chê ni. Bề sắp bề nề sa măng phun na pha gầm la phần tú. Sa thú sa thú sa thú. A kha sắp tha cha bùng mắt tha đê hoa na gà ma hít thi kha. Phùng nhành nô anu mô đành tu chít răng rắc thành tu xa xa năng. A kha sắc tha cha bùng mặc tha đê hoa na gà ma hít thi kha. Phùng nhành nô anu mô đành tu chít răng rắc thành tu nô gà rù. A kha sắc tha cha bùng mặc tha đê hoa na gà ma hít thi kha. Phùng nhành nô anu mô đành tu chít rắc thành tu nhà ta vô. A sắc tha cha bùng mặc tha đê hoa na gà ma hít thi kha. Phùng nhành nô anu mô đành tu chít răng rắc thành tu pha ni nô.
Akha Sattha Cha Bung Mak Tha Dewa Naga Mahatika Hùng Nhân No Anumo Đăng Tư Chích Răng Đắc Thanh Tư No Sa Đà Dân Kinh Cú Sa La Tham Măng Các Tâm Băng Kỳ Đi Dân Ma Ma Kha Dê Na Hoa Ma Ma Sa Tư Đất Sê Sư Các Tăng Tăng Dê Sắc Ta San Nhi Nhô Ác Chí Dê Ca Sắc Ta A San Nhi Nhô Ca Tăng Phùng Nắc Pha Lăng Mây Hàm Sát đề phá ghi phá hoàng tu tê dê tăng sát tăng tui đinh tăng đinh năng phùng nắc phá lăng ma ya dê ca thác ta na cha năng ti đề hoa gần tòa ni huê đa dùm sát đề lô khâm hi dê sát ta chiều hoàng ta hà rất hề túc khả ma nhung nhăn bồ cha năng sát đề la bằng tu na ma sê ta sa ti. Con xin tắc bạch thỉnh pháp sư. Ê quang ta hàm bắt tí râm mà, ta ca quang tăng ác gia chắc ta tùng hì ta quê na tăng bút thô ca rù nghề nà. Thi hòa ta gia tăng hà bút thà giáp hà đề na mi gà đà dần ta tô gà tô thằng cháu gấp gà đa dồ này về a măng thà về thi thầm má tô gà tô pháp bú tí thầm bút thô a nù nà thầm má đề sa năng mà. Khao xa ni đề xê thi sắc tà năng ác thá xích thác khăn tê na xa tu ấy hộ bằng tê đề xê tu thầm má đề xa năng sắp bài dịch thá phá lý xà gia anh lúc thầm thằng thi khà ta quê. Con xin kinh ung thỉnh sư Liễu Tông cầm mít trước để thử máy sau để trả lời những câu hỏi của quý vị trong Phật tử trong đạo tràng. Con xin mời sư Liễu Tông. Nam mô Tát Sa Pha Vá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bố Tát Sa Nam mô Tát Sa Pha Ga Vá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Tát Sa Nam mô Tát Sa Pha Ga Vá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bố Tát Sa Nam mô Bất Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hay Giả Kính Thưa Chư Cư Sĩ Nam Cư Sĩ Nữ Trong Đạo Tràng Hy Vọng Quý Vị Nghe Tiếng Chúng Tôi Rõ. Nam mô Bất Thà Gia. À, quý vị có nghe tôi rõ không quý vị? Con xin kính chào sư Liễu Tông, sư Chí Đức, sư Phước Sang, các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Xin quý vị có những câu hỏi nào quý vị đánh lên màn ảnh hay là quý vị tự cầm mic. Tôi không có thể nào cầm mic được tại vì tôi bận đó, tôi sẽ có lớp kế tới đó, tôi sẽ đi học. Không biết cô Mít Tà đó, cô Mít Tà cầm mít được không để làm MC cho sư Liễu Tông đi, cô Mít Tà.
Alo, 123, 123. À, kính lễ Ngài Linh Tông, kính lễ Đức Phước Sang, kính chào cô nữ, cô tu nữ Như Pháp, kính chào chư thiên nam tín nữ. À, hôm nay là một ngày quan trọng trong cái sự tu học của chúng ta. À, trong sự tu tập thì chắc chắn các vị sẽ hoài nghi, sẽ thắc mắc, và đây là một cơ hội để cho chúng ta giải tỏa. À, hôm nay được Ngài Liễu Tông Quang Long Đạo Tràng, đây là một phước duyên rất lớn để chúng ta tránh đi sự hoài nghi, thắc mắc về giáo pháp. Thì quý vị có những cái thắc mắc nào, những sự nghi ngờ nào thì cứ đặt ra những câu hỏi để Ngài Liễu Tông tự giải thích. À, mời Sĩ Nguyên Trang Quang Hỷ làm thị giả cho Ngài Liễu Tông ha. Rồi, xin được thấy bàn tay của Sĩ Nguyên Trang ạ. À. Alo. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông. À, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn Ngài và cô Metta đã cho con biết được. Dạ, nãy con vào mà con thấy im ru, con tưởng là cái điện thoại con nó có vấn đề. Dạ, sau đây cũng như hồi nãy Ngài Trí Đức có nói với đạo tràng là hôm nay là ngày ngày của Ngài Liễu Tông. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi. Dạ, quý cô chú có thể chat trên màn hình hay là giơ tay hỏi trực tiếp với Ngài, và con xin gửi mic lại ạ. Vì con không biết tại sao mà bây giờ cái điện thoại thì con không có thể nào mà ngay cả cái iPad cũng vậy, con không có thể nào mà thấy bàn tay của quý cô chú, nên nếu mà có vị nào đưa tay thì dạ con mời con xin đạo tràng cho con biết để con thả mic ra. Dạ, con kính mời đạo tràng. Dạ, con chưa thấy câu hỏi, và con cũng chưa thấy bất cứ một cái câu hỏi trên màn hình. Dạ, kính thưa Ngài, trong khi chờ đợi câu hỏi thì con cũng có một cái thắc mắc. Dạ, con thường ở chờ, con cũng nghe Ngài hay nói là khi mình học phi diệu pháp thì mình phải căn bản là mình phải nắm hiểu cho rõ về tâm sở và sắc pháp. Để có phải là khi mà mình hiểu rõ được những cái tâm sở và sắc pháp thì mình thấy nó được cái vận hành của cái tham sân si, giống như là thường mình cũng như mình hay nói là cái tam độc mà tham sân si đó bạch ngài, thì mình để mình ngăn chặn được. À, tại vì khi mà cũng như con để con ráng con trình bày, giống như là thường con nghe các vị hay nói, các sư hay nói là thí dụ khi mình nghe một âm thanh thì âm thanh chỉ là âm thanh thôi, mình đừng có cũng như là mình đừng có cho nó là âm thanh này tốt rồi xấu, rồi giống như là mùi vị thì mình đừng có dính mắc vào cái mùi vị thơm hay là này. À, kính bạch Ngài, nhưng mà con thấy đó Ngài, thường là khi mà cái tâm mình khởi là lúc nào nó cũng dính với nhau, là giống như là mình nghe một cái, là ví dụ vừa mới nghe là con nghe cái âm thanh đi, là mình nghe cái âm thanh là ồ cái âm thanh này là của cái vị này, rồi cái âm thanh này là giọng nam giọng nữ, rồi cái âm thanh này là hay hay dở rồi này nọ. À, thì ở đây con muốn hỏi là mình phải hiểu rõ cái quá trình hoạt động cũng như vận hành của như thế nào để cho mình bớt dính mắc đi những cái mà thích và không thích, đúng không bạch ngài?
Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể chỉ dạy cho con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Thông. Dạ kính thưa cho quý vị, quý vị phải học hiểu tâm tâm sở với sắc, hiểu tất cả mọi khía cạnh thì mình mới có thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày được. Còn tại vì mình không hiểu là mình không ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày cho nó có kết quả, thành ra khi mình nghe thì mình có chỉ nắm vào chế định mà thôi, chế định theo đời. Dù mình nghe cái âm thanh của người nữ, âm thanh của đứa con nít, còn nếu khi mình học cho nó đầy đủ, mình hiểu tất cả cái đó đó, thì khi mình nghe đó thì nó có nhiều cách để mình biết và mình nghe. Ví dụ như cái tiếp xúc của âm thanh vô sắc thần kinh nhĩ, hay là cái tâm mà nó phát sinh khi cái sắc thần kinh đó nó xúc vào với cái âm thanh, với cái đối tượng của nó, thì lúc đó mình mới biết được nó là cái gì, thì cái phiền não hay là những cái thích không thích nó mới không có nhiều cơ hội để nó phát sanh. Vì nên nhớ đó, khi mình học về thực tinh pháp đó, mình thấy học về sắc để mình thấy thực tinh pháp, mà trong 16 tệ mình sát tệ đầu tiên là phải thấy danh sắc. Thành ra nếu mình không học tâm tâm sở ý sắc thì làm sao mình biết được cái nào là danh, cái nào là sắc, cái điều kiện nào làm cho nó phát sinh và cái điều kiện nào làm cho nó diệt, và cái điều kiện nào làm cho những cái điều kiện mà nó phát sinh nó kéo dài ra, và những cái điều kiện nào làm cho cái điều kiện mà nó phát sinh nó chấm dứt, thì cái đó mình phải dựa vào thực tinh pháp và những nhân duyên liên quan tới thực tinh pháp đó. Thành ra nếu trong đời sống mình không học để mình phân biệt pháp và thực tinh pháp thì mình chỉ sống theo đời được, chứ mình sống theo pháp hành của Đức Sư không có được. Tại Đức Bổn Sư khi Ngài dạy để chúng ta hiểu rõ thế nào là chế định, thế nào là thực tinh pháp, và trong một những trường hợp nào cần dùng chế định pháp và trong những trường hợp nào cần giác ra để thấy thực tinh pháp như thế nào, thì những cái điều đó được dạy trong Thắng Pháp Tập Biểu Luận và các lời giải thích của sớ giải hay chú giải liên quan tới cái sắc, cái tâm sở. Thì mình dựa vào đó thì mình mới làm cho cái điều kiện mà mình thấy nó khác gì với bình thường. Bình thường mình thấy, mình chỉ thấy qua chế định mà thôi. Nhưng mà khi mình có đầy đủ điều kiện để sự hiểu biết về tâm sở với sắc, thì mình sẽ biết cái gì nên mình thấy và cái gì không thấy mà không nên ta chấp là sợ là thấy. Thành ra cái điều kiện mà tại sao mình phải học để cho hiểu rõ về thắng pháp là gì, tức là tâm tâm sở với sắc. Thường thường đó, dầu gần tâm hay tâm sở với sắc thì nó phát sinh rất nhanh và nó phát sinh thành những cái chung, tức là nhiều cái với nhau chứ không có thể nào một cái đó. Thành ra cái khả năng mình nhận biết là mình dựa vào số cái điều kiện của nó mà mình học đó. Ví dụ một cái sắc dầu nhỏ nhất như hạt cát thì nó có 8 loại khác nhau. Nó gọi là tám sắc bất ly. Nhưng mà tại sao trong 8 sắc bất ly mình chỉ biết được có một? Tại vì một trong 8 cái sắc đó nó có khả năng nó xúc vào cái sắc thần kinh. Thì cái nào nó xúc được, mình nhận dạng được, mình biết nó là cái gì. Còn những cái đó có thể là nó không có điều kiện để nó xúc vô sắc thần kinh của mình thì mình không biết. Mà nếu mình không học tới nơi tới chỗ thì làm sao mình nhận dạng được cái đó để anh biết là gì. Đó thành ra phải học. Học cho hiểu rõ đàng hoàng. Chứ không phải là học để cho biết cái tên không thì không có nên. Học để hiểu rõ đàng hoàng. Hiểu rõ tới tận những chi tiết nhỏ nhất của cái bốn cái loại thực tánh đó. Thì
thì mình có thể, còn nếu không thì mình bị nó lôi đi chứ mình không có khả năng để ứng dụng nó. Nam mô Phật Thầy dạ. Dạ, Nam mô Phật Thầy dạ. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, con kính tri ân Ngài. Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ, con kính mời cô Metta, tháng ngày, rồi lang thang, chiếc lá mùa xuân. Dạ, con kính mời mọi người ạ. Huynh Thính Pháp, dạ, con thấy trong room cũng rất là đông ạ. Con không biết là có bàn tay không. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi. Rồi, Nguyên Trang kính mời. Dạ. Dạ, Nguyên Trang kính mời chiếc lá mùa xuân. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con xin đảnh lễ sư Liễu Tông. Con xin đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào đoàn tràng. Dạ, dạ bạch sư, con có cái câu hỏi về cái cúng dường phi pháp đó, thưa sư. Con nghe giảng là có cái khi mà mình có tác ý mình cúng dường tới ví dụ như một nhóm chư tăng này, nhưng mà sau đó cái mình đổi ý mình qua cúng nhóm cho nhóm chư tăng khác như vậy này, thì gọi là cúng dường phi pháp. Cái này con cũng chưa có hiểu rõ lắm, tại sao mà mình ví dụ như mình thấy mình đổi vậy thì là cúng dường phi pháp, thưa sư. Dạ, sư có thể giải thích cho con cái về cái này được không ạ? Dạ, con xin dâng mic cho sư. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tổ này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, chúng tôi không hiểu người nói họ dựa vào cái tiêu chuẩn nào. Thí dụ như cái tiêu chuẩn về cái sự suy nghĩ của cái vị mà cúng dường đó, thì có thể mình có đức tin với cái nhóm này, nhưng sao thấy cái gì đó rồi cái tâm mình nó thay đổi, thành ra mình thay đổi cái điều kiện đó, thì mình trong khi mình thay đổi cái điều kiện đó thì mình cúng dường nó không còn là cái thiện pháp nữa, mà có thể là nó bị cái ác pháp gian vô, thì cái đó cũng gọi là hình thức phi pháp. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mình cúng dường bất cứ nhóm nào, cùng dầu gần cùng một nhóm, nhưng mà những cái vật tự dừa mà mình cúng dường đó nó không nằm trong bốn cái điều kiện của nhà sư, thì cái đó vẫn là gọi là cúng dường phi pháp như thường. À, quý vị nên học để hiểu kỹ là đối với chư tăng thì có bốn cái chuyện thôi, tức là tứ vật dụng mà thôi. Có những cái nó không nằm trong tứ vật thì mình không có nên cúng dường, phải dùng cúng dường ở đó là phi pháp chứ không phải là pháp. À, chứ cái thứ hai, cúng dường là phải có tác ý đàng hoàng, chứ không phải thấy người ta làm mình làm theo, đôi khi cái đó nó cũng không có năng lực. Trước khi mình vô tới chùa hay là đi tới đi gặp một người sư đó thì mình phải có cái tác ý mình nên làm gì đó. Ví dụ trong giờ nào thì dân cúng vật thực được, trong giờ nào thì không được một cái dân cúng cái khác, nó biết tất cả cái điều kiện đó. Mình tới mình gặp ông sư hay mình nghe nói ông sư đó bệnh, thì cái chuyện mà đáng dân cúng là cái dân cúng phương tiện để ông thầy giúp ông thầy chữa bệnh, mình không làm, mà mình dân cúng những cái khác, cái gì dân cúng thì không bố y gì. Cái lúc đó ông không cần y mà ông cần những cái gì để ông có thể chữa bệnh của ông được. Thế nó cúng dường phải hợp thời, hợp lý, chứ không phải là muốn làm sao cũng được. Mình làm không có đúng những cái điều kiện đó thì cũng có thể gọi là cúng dường phi pháp như thế. Thành ra trước khi đi làm vậy, nghiên cứu để hiểu rõ ràng để cái việc làm của mình nó có kết quả nhiều, còn nếu không thì
đôi khi mình làm mà cái năng lực của việc làm nó yếu quá thì cái quả nó có thể là nó ít có cơ hội để nó cho quả, cái điều kiện mình làm nên cẩn thận. Nam mô Bố Thầy Dạ. Dạ con xin tri ân sư. Con có một cái câu hỏi nữa đó sư, là khi mà Phật tử dâng vật thực lên cho một chư tăng đó sư, thì nhà sư thì vị sư có cái, tức là khi một nhà sư mà nhận cái vật thực rồi á, thì con cũng nghe nói là nhà sư có quyền chọn cái nào mình dùng hoặc là cái nào mình không dùng, thì ngoài cái việc mà ví dụ những cái đồ mà một nhà sư, những cái đồ vật thực mà nhà sư không dùng đó, thì ngoài cái việc là cho người khác thì có thể làm được làm sao nữa sư? Ví dụ như là một nhà sư ăn ít đi, thì những cái vật thực dư đó thì đâu có bỏ được đúng không sư? Dạ, sư chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bố Thầy Dạ, kính bạch chư tôn thầy, dạ kính thưa chư quý vị, thường thường những cái vật thực ông sư nhận được phải dùng, không thể nói cái này dùng được cái kia không dùng, ngoại trừ trường hợp cái món nào mình dâng nó làm cho ông sư ông bệnh, ông ăn vô ông bệnh, để khi ông ăn vô ông bệnh đó, thì không phải là ông bỏ hay là không phải ông không ăn, ông chỉ ông cũng phải ăn mà ăn rất là ít, ăn một ví dụ nếm thôi. Còn cái phần còn dư đó thì để qua bên, nếu mà có học trò thì học trò, hay là thị giả dùng, còn không có thì cho heo hay chó trong ăn cũng được gì đâu. Thành ra đó lý do tại sao khi ông sư đi đó, ông sư đi trị bệnh đó, ông thấy vừa đủ là ông ngưng liền, ông không dở mà cái nắp bát ra nữa, không bao giờ sử dụng nhiều, giờ dân nhận nhiều đó, nhận vừa đủ để ăn rồi về mới lựa ra có những cái nào mình ăn mình bị dính hay bị gì đó thì cái phần đó có thể để qua bên, chỉ nếm thôi, chứ không thể người ta dân là cái mình chê không được, mình không ăn là giống như mình chê là không có được. Thành ra ông sư không bao giờ mà dân nhận cái đồ gì mà quá cái mức của ông hết rồi. Nên quý vị đừng ngạc nhiên nhiều khi quý vị muốn dân hoàng sư cũng không có dở nắp bát, tại vì ông đã nhận đủ để ông dùng trong ngày hôm đó rồi, chứ không phải ai dân gì cũng dân đầy cái ấy rồi đem về nhà lựa món là ngon ăn mới kia rồi, cái đó không có đúng. Ông sư làm vậy đôi khi phạm cái giới của ông chứ. Mà nghe cái quý vị như lâu lâu mà thấy có những cái loại công phần mà nó ngon thì cũng mua cái vừa phải để dâng cho ông sư mà thôi, cho nên mua nhiều ông dùng không hết đâu. Còn có những cái chùa mà nếu họ đi từ bệnh về, tại nhà ở dùng mà nó nghèo, còn ông sư đi từ bệnh nhiều khi không có đủ ăn, thành ra tất cả những ông sư đem về đồ đó để lên một chỗ, rồi sau khi ngồi chưa tăng tụ hội nhau rồi bắt đầu lấy bỏ vô bình bát dùng, nghe chia nhau tất cả nhân sự để chia nhau tất cả, có những cái dùng đi trị bệnh không có đủ ăn đâu, thành ra nó không phải dễ, nhưng mà mình phải ở chỗ nào mình phải nhìn qua liếc lại để biết cái cách thức của người dùng đó như thế nào, tại vì là nhiều khi trong 6-7 sư thì 7-8 ông gì đó mà chỉ có 2-3 ông là có phước là đi tại chúng tư dân nhiều, hoặc là những ông sư đó thuộc loại trưởng lão rồi này kia, ta có đức tin nhiều với mấy ông khác đi, thứ nhất là mấy ông mới tu đi về bên bác đúng không à, thì những cái chỗ đó thì người ta cái cách dùng cơm người ta nó khác, ta làm sao ta chia đều ra để cho tăng có dùng. Còn cái chỗ nào mà hãy đi ăn về đi thì mình đủ ăn thì ta mang riêng từ người ta ôm về tới về phòng ta ăn, ta tự ra cây ngồi ta ăn,
còn có những cái chỗ là phải chia nhau, bởi vì có nhiều khi vị sư đi từ mình không có đủ ăn. Thành ra mỗi cái đó là mình phải để ý để mình biết để khi mình dâng, mình dâng cho đủ đúng để cho ông sư ông cái cách dùng vật thực của ông sư đó không có phạm những cái giới mà liên quan tới cái đó. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ con xin tri ân sư ạ. Dạ con mời đạo tràng. Sa thú, sa thú. À, kính cảm ơn Chiếc Lá Mùa Xuân đã lên đặt câu hỏi ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ, quý cô chú có thể giơ tay lên hỏi trực tiếp với ngài, hay là quý cô chú có thể chat trên màn hình và con xin đọc câu hỏi. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên vừa đến với đạo tràng. Không biết cô có câu hỏi không ạ? Dạ, nếu quý vị nào có câu hỏi mà giơ tay lên mà con không, tại điện thoại con không có thấy, dạ xin vui lòng chat trên màn hình và con sẽ gửi mic lại ạ. À, kính bạch ngài, trong khi chờ đợi câu hỏi thì con có nghe một cái vị giảng như vậy nè bạch ngài. À, đó, mình nghe là giới định tuệ, nhưng mà có vị là nói là giới năng sinh định, rồi định năng sinh tuệ, thì cũng như là có người thì nói là giới định tuệ nó đi chung với nhau, rồi có vị thì nói là giới mình phải có giới rồi bắt đầu mới có định rồi mới có tuệ. Vậy kính thưa ngài, vậy thì kính thưa ngài có thể giải thích cho con được rõ là mình phải nghĩ như thế, con phải hiểu như thế nào bạch ngài, và con kính dâng mic lại cho ngài để thầy ngài có thể giảng giải câu hỏi của con ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó mình là chưa tới cái đô đó, thành ra mình làm từng cái, chứ thật sự ba cái đó là con đường, nó là ba cái pháp nó phải đi liên tục với nhau, cho nên nó không có ấy. Bởi vì khi mà chư ông Đức Phật cho một vị gì, sau khi tu xong rồi ngài có cái lời để nói gì vị sư đó cần phải làm gì, thì ngài dùng ba cái điều đó, tức là thí xịt thí sĩ la thí xịt tà thí bành nhà sĩ khả, tức là mình gọi là trai sĩ khả đó, tức là ba cái điều liên quan tới học, ba cái điều để liên quan tới pháp hành. Còn mình thí dụ như mình bây giờ mình mới vô, mình chưa biết gì hết, mình là người tới để xin vô làm Bút Tham Ma Ma Cả, tức là giống như là Phật tử đó, thì thường thường mình phải thọ tam quy ngũ giới xong rồi ông sư cũng mới giảng cho biết làm thế nào để cái đó nó trong sạch. Rồi cái thứ hai là làm thế nào để cho cái định nó có năng lực, rồi làm thế nào để trí tuệ nó phát sanh. Mình sử dụng ba cái đó để mình hành thì nó mới đưa tới cái kết quả lớn. Chứ mình giữ giới nó có cái kết quả riêng, nhưng mà thật sự trong cái cách mà mình xin giới thì nó cũng đã có định có tuệ trong đó rồi, chứ sao không có. Bởi vì khi mình nói mình nghĩa là cố tâm để làm việc đó, thì cái đó là một hình thức của cái tâm định. Mà mình hiểu những cái chi mà mình xin hiểu thế nào để mình giữ được cái đó trong sạch, thì cái đó là tuệ. Nó đi lên giống nhau, nhưng mà ăn thua là cái năng lực mỗi cái nó mỗi khác nhau. Mình mới vô chưa làm cư sĩ Phật tử thì chắc chắn là cái sự học mình ít, thì cái trí tuệ nó không thể có, nó có mà nó không thể có năng lực được. Cái định cũng vậy, nhưng mà vô đầu thì cái giới là phải làm. Nhưng mà thường thường đó, mình giữ giới mình học cho nó đầy đủ đó là mình lỗ vốn cho cái gì đó. Bởi vì mình xin giới đó, chúng ta nói nhiều lần đó, mình không có không, mình nói theo đời là xin giới, nhưng thật sự ra ông sư cũng không có cho giới quý vị, đúng không? Ông có giới đâu, ông cho quý vị. Quý vị đọc cái câu mà khi mình vô mình nói mình xin thọ tam quy ngũ giới, ông sư cũng cho cái gì? Ông cho câu Bali xong rồi ông dịch ra tiếng Việt cho quý vị đọc theo. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Tức là ông cho quý vị cái điều học, chứ quý vị không cho quý vị giới, ông lại có giới đâu, ông cho quý vị. Ông cho đi, ông hết giới thì sao? Thấy không?
Đó. Thì mình phải hiểu rõ, mình có trí tuệ hiểu rõ điều học là cái gì. Ví dụ như cái điều học đầu tiên về sắc sanh đi. Cái điều học là những cái chi mà mình phạm vô thì cái giới đó nó bị hư. Ví dụ như sắc sanh thì là chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, có tác ý giết, ra sức làm việc đó và chúng sanh đã chết. Thì cái đó gọi là điều học, thì mình phải giữ thì giữ cái đó. Chứ không phải là mình giữ cái gì để được gọi là giới, thấy không? Giữ cái điều đó, năm cái điều đó, thì sao có điều mình sinh. Thì cái đó nếu mà nó có trí tuệ làm sao mình có thể mình giữ được cho nó đông sạch. Nếu mình thọ tâm quy của giới nó đầy đủ giới định tuệ trong đó rồi. Nhưng mà giới định tuệ ở cấp thấp nhất. Khi nào mình có dịp mình hạ thủ công phu thì tùy theo công phu đó là gì. Ví dụ thiền chỉ thì giới định tuệ thì cái định nó mạnh nhưng mà tuệ chưa chắc. Nhưng mà mình hành thiền quan sát thì giới định tuệ thì cái tuệ nó phải mạnh. Bởi vì nó không mạnh thì mình không có khả năng mình nhận xét, mình nhận ra thế nào là danh, thế nào sắc thì mình có thể mình hành cái pháp đó cho nó tới nơi tới chốn được. Thì nó phải đi chung chứ làm sao nó đi riêng được. Thường thường á, ở những cái mức cao thì cái tuệ nó không có đi chung được, là tại vì sao? Vì nó nhớ trong tám cái tâm đại thiện mà mình thường thường mình sinh thọ tâm nguyên ngũ giới đó, thường thường mình thọ với bốn tâm ly trí thì chắc chắn là nó không không có tệ không có rồi. Nhưng định nó phải có, nó tùy theo cái điều kiện mình lúc đó cỡ mình đang ở đâu, mình hành cho nó đầy đủ đàng hoàng thì nó mới. Nhưng mà mình nếu đi lên, ví dụ một con đường nó có ba bậc là thấp, trung với thượng, thì cái bậc thấp nhất là có thể định tuệ nó còn yếu, nhưng mà bậc trung thì chắc chắn là nó phải có năng lực. Nhưng bậc thượng thì nó phải có năng lực, bởi vì bậc thượng là cái bậc nó phải diệt phiền não. Thì mình nếu mình không có định tuệ, mình không có năng lực thì làm sao mình xiết cổ cái anh 17 cái anh phiền não ngủ ngầm được. Thành ra tới cái lúc nào nó phải có đầy đủ và có năng lực. Còn nếu nó không đầy đủ, nó không có năng lực thì mình chỉ có nó dậm chân một chỗ mà thôi. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú, con kính tri ân ngài ạ. Dạ, dạ con đã hiểu ngài bài giảng về giới định tuệ. Dạ con kính tri ân ngài rất nhiều. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng dạ cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ con kính mời những bàn tay và những câu hỏi trên màn hình. Dạ. Dạ cô chú có những thắc mắc gì thì cứ đặt câu hỏi lên ạ. Dạ con thấy có một câu hỏi, con xin đọc câu hỏi. Cổ Thiên Lạc, cô đạo hữu Cổ Thiên Lạc. Bạch ngài, có vài vị thiền sư dạy về cảm thọ, trong đó có thọ vi tế và thọ thô. Con xin ngài giảng thêm cho chúng con được hiểu biết thêm. Dạ, sa thú, dạ kính cảm ơn đạo hữu. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bụt Thầy, giả kính bạch chư tôn nhà nhà, kính thưa quý vị. Quý vị muốn biết thì hỏi cái vị thiền sư nào dạy vì gì hỏi. Chứ còn ở trong những cái lớp như vậy đó. Thứ nhất chúng tôi không phải là thiền sư, thứ hai chúng tôi không có trả lời những câu hỏi về thiền. Bởi vì chúng tôi không biết quý vị là ai, có hành cái gì chưa. Nên nhiều khi chúng có những cái câu trả lời làm cho quý vị hiểu sai lầm về pháp học của Đức Phật dạy nữa, rất là nguy hiểm. Thành ra những cái gì liên quan tới thiền, gặp ông thiền sư mà mình đang học hay là ông thiền sư nào giảng ở đó, hỏi ông nha, cho chắc. Còn bình thường không nên hỏi ở cái chỗ khác, bởi vì cái chỗ khác dầu rằng có ông thiền sư tứ thiệt thì nữa, ông cũng không biết quý vị là ai, thì làm sao ông có thể trả lời đúng cái điều mà quý vị muốn biết. Đó là cái điều rất là nguy hiểm. Thiền quý vị hành đúng mức, cái quả báo bất khả tư nghị. Nhưng nếu quý vị hành sai rồi đó thì cái điều đó đó nó cũng là bất khả tư nghị. Nhưng mà giờ ăn hành đúng đi lên rất cao, nhưng hành sai đi xuống cũng rất là sâu, chứ nào ngoài là chuyện dẫn chơi được. Nam mô Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy, dạ con kính đảnh lễ quý ngài, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con đã thấy đạo hữu Cổ Thiên Lạc đã con xin tri ân ngài và dạ, cảm ơn đạo hữu ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài. Sa thú chiếc lá mùa xuân trang xin mời. Dạ con xin xuống mic ạ. Bụt thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá con xin đảnh lễ sư trí đức sư liễu con xin kính chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, cái này là con hỏi dùm cho một chị bạn chị Hà. Chị Hà đặt câu hỏi tại chị Hà đang lái xe nên con đã hỏi dùm chị. Chị hỏi là con được duyên lành đi các chùa Miến Điện, Tích Lan, Khmer, Thái, Việt Nam theo truyền thống Theravada, con thấy hình thức có khác đượm chút truyền thống văn hóa của mọi bản xứ. Nội dung thì không khác, riêng tượng Phật thì mọi quốc giáo có thờ tượng Phật khác chút. Ví dụ như chùa Miến thì luôn thờ tượng Phật đang thuyết pháp với năm ngài Kiều Trần Như. Chùa Tích Lan hay Việt Nam thì hay thờ tượng Phật đang ngồi kiết già, tư thế hành thiền mắt nửa nhắm. Chùa Khmer thì thờ cả hai tượng. Vậy câu hỏi của con là tượng Phật thờ dựa trên theo luật lệ hay chỉ đơn thuần dựa trên văn hóa truyền thống của quốc gia đó? Dạ, con dâng mic cho ngài trả lời câu này rồi con sẽ hỏi tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hàng giả, dạ kính thưa quý vị, không có ai mà thấy được mặt Đức Phật cả. Vì nên nhớ chuyện đó. Ngay cái thời ngài còn ấy đó, có ma nào đi theo đi vòng mặt ngài đâu. Ngay cái ngài nên đa cũng còn không thấy mặt Đức Phật. Ngài nên đa biết được khi Đức Phật muốn nói gì là tại vì khi Đức Phật sắp nói thì ngài nhếch cái mép này lên. Thì cái răng mình gọi là răng nanh, ngài có bốn cái răng ngoài đó, nhán ngầu quang lên thì ngài nên đa mới biết thôi. Thành ra cái chuyện mà người ta tạo từng Phật thờ, từng Phật xuất hiện từ cái thời mà vua gì một bên đó, bên ấy vô sông lăng của đức ấy đó, ông vua thời đó chắc là thời của mi naga sẽ ná, tức là bốn hay năm trăm năm sau khi Đức Phật niết bàn rồi, thì ông ta là cái dân ngoài đó, ông ta mới nghĩ ra cách là tạo tượng Phật. Thế vào cái thời xưa, trước cái thời ông đó thì không có. Trước cái thời ông đó người ta muốn thờ Đức Phật, người ta thờ cái gì? Vua Ai Dục nó làm cái bánh xe Pháp đó. Cái gì thấy không? Nó cái tượng của cái thờ, cái tượng nó còn. Người ta thờ bánh xe Pháp. Tức là tương trưng cho lời dạy của Đức Phật thôi, chứ không mà nào thấy đó. Còn cái chuyện mà theo phong tục của mỗi người, cái nào mà người ta thấy cái đó dễ kích thích cái sự học hỏi Phật pháp của người thì người ta đem cái đó ra người ta tượng để thờ, người ta làm tượng dựa vào cái đó. Nhưng mà thường thường á, cái tượng là cũng không ai biết mặt Đức Phật cái đó. Hello, Thái thì nó nghĩ tao Thái, Miến Điện nghĩ tao Miến Điện, Tích Lan nghĩ là Tích Lan, thành ra hàng ngày xa số trước chứ không có gì hỏi cái gì Phật nào là Đức Bổn Sư không ai biết cả. Quý vị nên nhớ chuyện đó, là đừng có thắc mắc cái chuyện ôi từng quả này từng quả kia, không có. Thường thường nếu mấy cái chùa ở Mỹ thường là làm giống chùa dân cũng làm bốn cái chỗ trung tâm, tức là nơi Bồ Tát đản sanh, nơi Bồ Tát cầu hạnh, nơi Bồ Tát thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân, và cuối cùng là Đức Phật niết bàn. Bốn năm chỗ vậy đó, để cho vị nào mà không có thời chưa từng đi qua Ấn Độ để biết thì tới rồi hỏi chư tăng sẽ giải thích cho. Thường thường là bốn năm chỗ vậy đó. Chứ còn thường thường là không có thống nhất cái vấn đề đó, chỉ thống nhất
cái giờ chỗ đó đó là tượng trưng cho Bồ Tát đản sanh, tại vì có hình của những cái vị Bồ Tát như nhỏ bước bảy bước rồi trên bảy đó sẽ là biết đản sanh, hoặc cái hình mà mặt mày thì gân không à, thân thể ốm nhom ốm nhách thì đó biết là Bồ Tát đang khổ hạnh. Còn cái ngồi mà thoải mái chút rồi có hai cái gì người mới điện ngồi cái quên này, cái đó là Đức Phật thành đạo. Tại Đức Phật thành đạo xong hai cái vị tới tới dân cồn, dân cho mấy chục giác cồn đó, rồi mới một cái vật làm chứng thì Đức mới vuốt tóc vuốt trên đầu, có mấy xe tóc đưa cho hai ông đó về. Bây giờ bên miến điện đó cái tháp thờ xưa con là thờ tóc của Đức Phật, tháp thờ tóc nha. Đó. Rồi tới cái chỗ mà cô nằm cái tượng ngài ngồi với Trấn Hoàng nằm cái tượng khác nữa, gọi là Đức Phật Kiên Phân, tức là dạy cho năm vị con đàn nhá đó, anh em năm vị tu một lượt với nhau đó, là ngài cả đến đầu là ngài con đàn nhá đó. Rồi tới đó là tới cái tượng nằm dài ra có bốn hạng ngồi xung quanh, tức là tượng Đức Phật Niết Bàn. Tại sao có bốn? Tại vì tượng trưng cho hàng tế dúng, tỳ kheo ni, rồi cần sinh nam, cần sinh nữ. Thì đó là tượng trưng như vậy thôi. Đại số là ở đầu cũng chỉ là một trong bốn cái chuyện đó để cho Phật tử tới nghĩ tới cái công lao của Đức Phật. Rồi đảnh lễ vậy thôi. Còn hỏi ai biết mặt Đức Phật? Không ai biết hết. Chúng tôi cũng biết mà có lẽ ngay cả ngày Trấn lão chủ rùm cũng không biết mặt Đức Phật thì như thế nào. Giờ bằng mở miệng ra là tôi ông tổ của ngài đó, ngài tên là cô Khu Tà Má nhưng mà hỏi có biết mặt không? Không ai biết hết. Nhưng quý vị cũng đừng ngạc nhiên chi cho mệt. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con xin tri ân sư. Cái câu hỏi của thứ hai của chị Hà là con vẫn được dạy nghe thực hành khi làm phước gì thì mình hồi hướng cho chư thiên, cũng được học và ngài cũng dạy là cõi chư thiên không khổ, chúng sanh hưởng dục lạc, và con cũng nghe dạy chư thiên đa phần không cần phước báo chia sẻ, họ ở cõi không khổ, không có khổ. Vậy thì nó có phần mâu thuẫn với nhau, vì kinh tụi con đọc vẫn là có phần hồi hướng cho chư thiên. Vậy ở đây chúng con nên hiểu như thế nào thưa ngài? Dạ, con xin dâng mic cho sư ạ. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, khi mình làm được cái phước gì thì nó có hai chuyện, một là cho mình, hai là cho người. Cho mình là lời nguyện, vừa giờ cái phước đó, nguyện với phần phước này thì nguyện để làm gì? Nguyện để có thể kiếp sau đắc đạo quả hoặc sanh lên cung trời, hoặc là kiếp sau rồi gặp được nàng thiên nữ nào rồi lập gia đình rồi này kia, sống nguyện là nguyện cho mình đó. Cho người tức là hồi hướng. Thì cho người là có hai vấn đề. Thứ nhất, cho người đã mất thì mình gọi là hồi hướng, mà cho người còn sống á, thì mình gọi là nói cho người ta biết để người ta tự hỷ phước báo, làm thiện pháp để người ta tự hỷ phước báo, mà nói cho người ta biết. Còn cho người chết là như thế nào? Mình nghĩ tới người nào đã qua vãng, mình đọc cái câu mà vua Bình Sa chưa đọc á. Đọc khi mà cái câu đó nằm trong bài kinh Tỳ Lô Cô Tha đó, bài kinh bên ngoài bức tường đó, tức là y đăng nô nha tiên năng hổ tu su kê tha hổ tu nha tại vô, chứ không có cái vụ mà hồi hướng cho chư thiên gì vậy. Chư thiên ở đó sướng thế mà không hồi hướng thì thiên, hồi hướng cho cái người ta cành phước, tức là thân nhân đã quá vãng đó. Mà nói thân nhân nói cho vui cho tất cả những người này ấy. Nhưng mà trong bài kinh Tỳ Lô Cô Tha thì kể ra thì như có là 4-5 hạng mà thôi, nhưng mà nhớ chuyện này 4-5 cái hạng người gọi là Đa Si Mê, Ca Si Mê, Nha Tì Mít Ta Sà Khả Chà Mê đó, có 4-5 hạng người đó thôi, chứ không phải là người nào cũng
mình cho phước là ta nhận được, ta nhiều phước hơn mình, ta đâu có khen mình đâu. Ví dụ như bây giờ quý vị gặp ông Bill Gates mà quý vị cho ông 50 đồng, ông còn mít quý vị nó chợ đó mà ông xả thú à. Chư thiên cũng giống như mình gặp chư thiên cũng giống như gặp Bill Gates rồi, đừng có cho gì đó. Còn xin không xin thôi đừng cho, còn cho là vậy đó, cho mình và cho người, cho người quá vãng. Và người sống thì nói cho người ta biết đây là tùy phước, cái phước báo mình làm. Còn cho mình rất là lời nguyện, nguyện với cái phước này nó sẽ như thế nào với mình trong tương lai. Nam mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Không biết Xuân còn hỏi không ạ? Nguyên Trang mời chiếc pháp mùa xuân. Nguyên Trang xuống mít nha, mời chiếc pháp mùa xuân. Ủa dạ con xin lỗi, con đọc mà con bị rớt mít nào con không hay. Dạ con chị Hà có câu hỏi thứ ba đó thưa ngài, là con có nghe dạy chư thiên ở cõi trời như tha hóa tự tại, đa phần khi hết tuổi thọ ít được sanh thiên lại mà đa phần đọa xuống cõi thấp hơn, lý do gì xin ngài giảng thêm cho tụi con hiểu. Dạ con xin dâng mít cho ngài ạ. Nam mô Bố Thầy gia kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị, tùy theo chứ mình nói gì đâu có được, bởi vì người ta sanh lại là do phước của người ta, hết phước thì xuống rất là khỏi người, mà hết phước mà cái nghiệp ác nó chen vô kẹp thì vẫn đi xuống bốn đường ác đạo như thường. Đó. Còn nếu cái phước nó chưa hết, nó vẫn còn lực bình thì có thể sanh lại cái kiếp cũ. Còn nếu trên đó mà hành thiền mà đắc thiền thì có thể sanh lên gờ cõi thiền, chứ không có gì mà chắc chắn là phải rớt xuống hết á. Tùy theo cái điều kiện của người ta trong thời gian ta ở đó, người ta đồng ý là trên cái cõi thiên thì ít có cơ hội để tạo phước mà lo hưởng phước không thôi. Nhưng có những người ta vẫn có thể tạo phước được chứ làm sao tạo không được. Cõi nào cũng vậy chứ. Nghĩa là cái cõi, những cái cõi mà đa số ít người nhất là cõi Bồ Tát lên ở đó. Ở trời đâu xuất gì không sống. Thì người ta thường đa số là người ta đi xuống, tại vì ba la mật ta làm chưa đầy đủ. Còn những cõi khác chưa chắc à. Cũng có thể họ tạo những cái phước khác chứ. Bởi vì trong mười hóa tạo phước thì trên đó họ không có một số cái chuyện thôi, chứ còn họ vẫn tạo phước được. Còn cái nghiệp xấu của họ nó đen vô được, cái nghiệp tốt nó vẫn còn thì vẫn đi lên cho. Hoặc là sanh lại kiếp cũ chứ không có gì mà kinh điển đâu có nói rõ ràng là phải rớt xuống đâu. Tùy theo cái phước của họ. Bởi vì mình nghĩ là mình cái phước mình ít, cái phước mình cũng nhiều lắm, nhưng mà tại vì mình không có cơ hội để tạo cái động lực để làm cho nó tiếp tục. Chứ trong thời gian mà mình quá khứ của mình á, có bao nhiêu A tăng kỳ rồi, không lẽ cái kiếp nào cũng làm sao? Không, có những cái kiếp mà cũng làm thiện nhưng mà nó chưa đủ điều kiện để cho quả thì nó vẫn tiếp tục nó cho quả chứ. Từ khi mà cái ác mình nó chen vô được thì lúc nào thì nó cho quả đó, còn nếu nó không chen vô được thì nghiệp thiện nó vẫn cho quả được như thường, chứ làm sao mà chắc chắn lại rớt xuống. Cái chuyện rớt xuống nè có cũng chứ không phải không, nhưng mà mình không thể biết được một cách chắc chắn được. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ sa thú sa thú, con xin tri ân sư. Dạ câu hỏi của chị Hà cũng hết rồi, con xin mời đạo tràng. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sa thú chiếc lá mùa xuân và
Sa thú Xích Hà đã đặt câu hỏi, có những câu hỏi để cho đạo tràng được học hỏi thêm ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực hay là có thể chat trên màn hình và con xin đọc câu hỏi ạ. Dạ con kính mời tràng. Dạ con chưa thấy câu. Dạ con thấy câu hỏi của đạo hữu lang thang. Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. Bạch sư, một người lễ lại tôn tượng Phật có được phước báo như thế nào thưa sư? Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính nhân mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự đó mình đảnh lễ cái gì nữa, tôn tượng Đức Phật nữa, nếu mà cái tâm mình đã, lúc đảnh lễ là thiện pháp thì nó là phước báo. Còn nếu mà mình không có đức tin mà mình thấy người ta làm rồi mình làm theo đó, dầu rằng có lễ Phật đi nữa, có thể là nó không phải là phước báo. Tại vì cái tâm mình lúc đó là cái tâm gì mới được. Không ai có thể bảo đảm chắc chắn cái đó là phước hay là ác pháp. Thành ra nếu mà cái người mà muốn được phước báo nó nhiều khi đảnh lễ tôn tượng Đức Phật đó, thì thứ nhất là mình biết chính ân đức của ngài. Mình đảnh lễ trong đầu mình có một trong những chính ân đức đó này hiện ra, thì chắc chắn cái đó là phước. Còn mình đảnh lễ mà mình thấy ở cái tượng làm đẹp á, tượng không biết ai đúc đẹp rồi này kia, mình thấy đẹp đảnh lễ, chứ nó có thể là phước báo, có thể là không phải. Thành ra mình phải cẩn thận trong mấy cái đó. Mình là cận sinh nam người nữ, cái điều quan trọng mình phải biết là chín ân đức Phật, sáu ân đức pháp và chín ân đức của chư tăng, để khi nào mình đảnh lễ một trong ba cái điều kiện đó là cái tâm mình phải có trong những cái điều kiện đó. Ví dụ mình tới chùa mình rộng sư, mình chắp tay mình xá ổng, nhưng mà mình xá với tư cách ổng là ông sư mình quen, hay là mình xá với tại vì ổng có một trong chín căn đức nào mà nó hiện ra trong cái não của mình đó. Nếu mình đảnh lễ hay là mình xá vị sư mà có một trong chín căn đức của chư tăng mà mình học cho đàng hoàng đó, thì cái đó là phước báo chắc chắn. Còn mình đảnh lễ ông này tại vì ông quen, ông tới chùa thấy quen chắp tay xá thì chưa chắc, cái đó chưa chắc là phước. Lấy cái tâm lúc đó là cái gì, cái tâm gì không biết. Nó phải cẩn thận mấy vấn đề đó, mình học cho đàng hoàng rồi mình làm gì nó cũng được phước thì nó tốt, chứ còn nếu không chưa chắc đâu. Đấy, chúng tôi nói nhiều lần là mình có 12 cái anh chàng về phía trên này, anh chàng xấu đó, nó cũng là bạn của mình. Nên mình thấy nó thấy mình làm gì là nó hay nhào vô để nó phụ. Mà khi mình đánh lễ với một trong 12 cái anh chàng ở trên mà trong não của mình là chắc chắn nó không phải là phước rồi. Mà mình muốn cho 8 cái anh ở dưới trời lên để giúp mình thì 8 anh đó ít nhất là vậy. Bình thường nó là không có trí tuệ. 4 anh và 4 anh có trí tuệ. Thì nếu được 4 anh đầu tiên mà giúp mình thì đỡ, với 4 anh sau giúp mình thì mình cũng chỉ làm được cái phước thông thường thôi, chứ không có năng lực nhiều. Thì là mấy cái đó mình phải học nên biết, để sau này khi mình có làm gì đó thì nó dựa vào một số cái điều kiện để cho cái tâm mình nó là cái phước hợp trí. Còn nếu không là cái phước ly trí thì nó cũng chỉ là cái thiền pháp bình thường mà thôi. Nó mô với thầy vậy. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú sa thú. Dạ con đã thấy đạo hữu lang thang, con kính tri ân sư ạ. Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình và con xin đọc câu hỏi ạ. Con kính mời đạo tràng cùng tham gia. Dạ quý cô chú đừng có
ngài có thể có một cái câu hỏi gì để mình có thể hiểu biết thêm, để và đạo tràng cũng có thể học hỏi thêm từ những câu hỏi của quý cô chú ạ. Có bàn tay, dạ con cảm ơn ngài. Dạ con xin mời bàn tay ạ. Dạ con không biết ai. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng, và con kính đảnh lễ ân Đức Sư, và con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, và con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ hôm tuần trước con hỏi, con có hỏi nhưng mà hỏi xong cái con bị cúp điện. Dạ bây giờ con xin hỏi tiếp cái con hồi kỳ trước thưa sư. Dạ làm thường á thưa sư, là con thấy thường là Phật tử, những người mà Phật tử như con thì làm phước bố thí với hành giới thì thường là nghĩ làm những cái thiện pháp đó để không có bị rơi vào bốn con đường ác đạo á thưa sư. Thì những cái việc mình thực hành đó là bố thí trì giới thì để được sanh về cõi an lành, không có bị khổ thưa sư. Thì những cái đó là những cái việc làm đó là những việc làm thiện, nhưng mà làm thiện mà kèm với cái tâm mong được về cõi an lành, hay làm không để không có được rơi vào cái con bốn con đường ác, thì cái việc làm đó là làm việc làm thiện thì được sanh được quả lành rồi. Vậy nhưng mà cái tâm đó mong cầu, cái tâm muốn đó thì nó cũng là phải tâm bất thiện rồi đó, phải không thưa sư? Thì cái tâm đó, tâm bất thiện đó thì tâm bất thiện thì phải quả xấu rồi thưa sư. Như vậy thì cái chỗ này sao thưa sư? Tại vì cái việc làm của mình kèm theo cái tâm bất thiện, vậy thì cái quả của nó đi kìa kèm sao á thưa sư? Dạ thưa sư giảng dạy cho con chỗ này con chưa có hiểu rõ. Dạ con xin dâng mic cho sư. Nam mô Bố Tà Gia Kính Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, cái đó không có gì chắc chắn đó quý vị nên nhớ, dầu rằng cả kiếp này mình làm thiện nhưng mà chưa chắc mình được sanh mới khỏi an vui, quý vị nên nhớ chuyện đó. Chúng tôi nói thì có mấy lần chúng tôi nói là mình sống ở cõi này nhưng mà mình bị rượt theo bởi hai con cẩu. Con cẩu da đen và con cẩu màu trắng. Cẩu có lông đen, con cẩu có lông trắng. À. Con cẩu có lông đen tượng trưng cho ác pháp trong nhiều đời nhiều kiếp phía trước, và con cẩu có lông trắng tượng trưng cho thiện pháp nhiều đời nhiều kiếp trong đời sống từ xưa tới giờ của mình. Thì tùy theo con nào nó mạnh. Cái con rượt theo là thiện pháp nó mạnh thì thiện pháp mình làm trong lúc này có được cái thiện pháp kiếp trước nó hỗ trợ, nó mạnh nó đưa mình đi lên. Nhưng mà kiếp này mình làm thiện pháp mà nó không đủ mạnh, nhưng mà cái con mà nó mạnh hơn, nó tràn theo mình, nó có năng lực mạnh là con cẩu đen đó, chó đen đó. Thì mình vẫn rơi xuống bốn đường ác đạo như thường. Chứ mà nó nghĩ là mình làm thiện pháp rồi thôi, ngày nào từng nào cũng đi chùa thọ tạo người ngũ giới có khả năng đi lên, cái đó không có gì bảo đảm cả. Bởi vì mình nhớ gì, ráng cố gắng tạo thiện pháp thật nhiều và cho thật có năng lực. Ngoài cái chuyện thọ tạo quy ngũ giới thì cũng nên là học hỏi giáo pháp, hành theo những cái pháp mà về thiền chỉ hay thiền minh sát, thì theo năng lực của mình. Thì lúc đó là để cho thiền pháp nó mạnh thêm, thì cái con chó trắng nó theo, sau đó nó đủ sức rồi nó hộ trì mình với cái thiền pháp của hiện cái hiện tại đó, mai ra mình đi lên. Còn nếu không mà chưa chắc. Quý vị nên nhớ mình có bao nhiêu tăng kỳ làm ác, nó vẫn đi theo mình cho tới ngày nào mà mình làm đắc đạo, đắc tứ thánh quả mà thôi. Còn nếu mà chưa đắc tứ thánh quả, nó vẫn theo, nó kiếm chuyện như mình như thường.
mà nó đã kiếm chuyện rồi đó, thì mình đừng hy vọng ôi cái kiếm này tôi từng nào tôi cũng chi vô, tôi xin thọ thần biệt ngũ giới dân cúng dân tình cho chư tăng. Quý vị đừng có bao giờ nghĩ cái đó là cái điều chắc chắn, bởi vì mình không biết cái quá khứ của mình, làm sao biết điều chắc chắn được, phải không? Mà cái điều mình nên làm là luôn luôn cái gì cũng phải làm để ấp nghĩ, nghĩa là cái tam, cái thân khẩu ý của mình luôn luôn là có thiện pháp, thì may ra mình có thể duy trì được cái kiếm sau nó tốt, còn nếu không chưa chắc. Đừng có bao giờ đi chùa rồi tự hào thôi nè, tuần nào cũng sanh thọ tạo nguyện ngũ giới, kiếm này chắc chắn là không có đường nào tránh khỏi cũng các cung trời đó. Cái chuyện đó là cái chuyện không thể chắc chắn được. Nam mô Bồ Tát giá. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con thấy khó quá sư ơi. Con nghe quý sư mà giảng thì con hoan hỷ, nhưng mà bây giờ con học đó này, con cũng mới học đây thôi, con học con thỉnh được quyển nách, con học thì con thấy con học là cái con gà sư, con gà cái suy nghĩ của con trong một ngày đó, con gà tới gà lui, con thấy nguy hiểm. Tại vì lúc nghe giảng thì quý sư giảng cũng hoan hỷ với cái việc làm của mình, nhưng mà khi mà con nghe con học trong cái này, con xem trong cái này thì con thấy bất kể con làm gì cũng giống như sư nói, trong cái con số 12 không à, không tham thì cũng sân đó, thưa sư. Nhưng mà con khi mà con học thì con quan sát thì như là hiện tại thì con chưa có gặp cái sự việc đó xảy ra, nhưng mà con nghĩ lại, con nhớ lại những cái sự việc xảy ra cho con trước đây, thưa sư, thì có những việc con nhận ra, có những việc con không biết, thì con muốn trình bày để sư dạy cho con như nhận diện cái sự việc đó, như cái khi mà cái tâm của mình nó sanh lên đó, thưa sư. Ví dụ như lúc mà con chưa có biết đạo, con chưa có học, con chưa có nghe Phật pháp á, thì thường con gặp cái cảnh con đi chợ con bị người ta mắng chửi này kia, làm ở chỗ đông người thì con im lặng, con nín thinh, con chịu. Mà về đến nhà cái con mới suy nghĩ lại, con nhớ con suy nghĩ lại cái tâm sân của con nó mãnh liệt hơn nữa, nhưng mà nó tức tối, thực sự giống như là cái lửa tâm thân á, cái lửa nó bùng cháy lên, và cái nước ở trong nó bị sôi sùng sục đó, thưa sư. Thì con nói lúc đó sao mình không trả lời vậy là nó làm luôn nấu cái tâm sân của con. Là lúc đó con hiện tại bây giờ con học là con biết lúc đó là con bị cái như vậy, là con phân tích được cái tâm trạng của con. Nhưng mà sau này khi mà con học, con nghe giảng pháp mà con học Phật pháp rồi thì con cũng gặp cái tình trạng đó, mà con ở giữa chợ người ta cũng du quan cho con vậy đó. Rồi cái con về dọc đường thì con cũng phiền não, cũng khó chịu lắm đó, thưa sư. Mặc dù mình biết sự việc, nhưng mà mình vẫn trong cái tâm của mình nó vẫn nung nấu mình, nó đâu có tha cho mình đâu, thưa sư. Rồi cái con mới suy nghĩ, nghe quý sư giảng cái chuyện nhân quả thì con nghĩ đó là cũng này là cái nhân quả của mình, thì lúc đó thì con mới nhẹ nhõm cái tâm. Nhưng mà khi về đến nhà, lúc mà về đến nhà thì con mới suy nghĩ nữa, làm cái người đó vu oan cho mình vậy đó, thì cái người đó sau này cũng chịu khổ nữa. Thì khi đó con nghĩ như vậy thì con thấy mình nó thì nghiệp mình trả rồi, nhưng mà cái quả của mình có phải là cái nhân mới của người khác không, thưa sư? Thì lúc này con cảm thấy là nghiệp cho những người mà như vậy nữa, thì nó diễn tả diễn đạt nó một cái câu chuyện, một cái cảnh, nhưng mà cái tâm của con nó cứ sanh lên sự việc này việc kia hoài á, thưa sư. Mà con lúc này con không biết như vậy là mình từ cái tâm sân đó mà mình dịu xuống là do cái gì nó tác động, tâm nào nó tác động đó, thưa sư. Dạ sư giảng cho con ở chỗ này thêm, con chưa có
con chưa có phân nhận ra được á thưa sư. Dạ con kính dâng mít lại cho sư. Tham mô Bất Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa cho quý vị, lúc nãy chúng tôi nói rồi đó, mình có tâm sân mà nó mạnh lên là do tác động của cái ác pháp nó, con chó đen nó đi theo. Thành ra cái đó là mình phải biết cách. Trong đây là trong đoạn trừ lậu hoặc, cái quyển đoạn trừ lậu hoặc của cái ngài Buddha Rakhita, hình như tiếng Việt có sư Pháp Thông Sư sư dịch đó, quý vị tìm cái quyển đó đọc cho thấy. Có những lậu hoặc do tri kiến đoạn trừ, có những lậu hoặc do phòng hộ đoạn trừ, có những lậu hoặc do thọ dụng đoạn trừ, có những lậu hoặc do tham nhẫn đoạn trừ, có những lậu hoặc do tránh né đoạn trừ, có những lậu hoặc do trừ diệt đoạn trừ, và có những lậu hoặc do tu tập đoạn trừ. Đó. Thì bây giờ mình không có cái khả năng về những cái khác thì mình phải có khả năng để tránh né. Tránh né đây là mình phải thay đổi cái đối tượng. Khi mà nó phật lên trong cái đầu của mình á, thì lúc đó mình dựa vào một cái ân đức của Đức Phật. Ví dụ như Đức Phật có danh hiệu là A-ra-hăng bởi vì có bốn điều kiện đó, thấy không? Thì mình dựa vào những cái điều kiện đó mình quán đi quán lại hoài thì làm sao cái sân nó phát sanh được. Khi nào mình nghĩ tới ân đức của Phật, mình quán xét về ân đức Phật mà cái sân nó vẫn phát sanh được đó, thì biết mình tứ thiệt rồi. Là kiếp sau chỉ có làm bạn với Diêm Vương thôi chứ mình làm gì cả. Đó. Chứ còn mình không có cái đối tượng nào để mình thế vô thì nó phải nghĩ là cái cũ chứ gì đâu. Nó cái này gọi là né tránh để đoạn trừ. Mình né tránh bằng cách mình dùng thay vì nó để nó phát sanh đeo đầu mình thì mình tìm cái đối tượng khác mình nhét vô. Đó. Ví dụ đối tượng đó là Bút Thô đi. Nhưng phải hiểu nghĩa. Chứ còn mình niệm Bút Thô hoài nó chưa chắc nó có năng lực. Đó, Đức Phật có chính ân đó, mình ráng mình học đầy đủ về đụng chuyện gì mà gọi là ác pháp nó chen vô thì mình dùng cái đó mình đối trị. Mình lấy ân đức thứ nhất mình nghiền ngẫm tới lui, rồi ân đức thứ hai nghiền ngẫm tới lui, thì cái tâm mình lúc đó nó là thiện pháp thì làm sao có thằng kia nó chung nó kiếm chuyện mình được. Còn nếu mình ngồi mình cứ âm thầm mình tức tối trong bụng thì nó phải vô nó kiếm chuyện với mình chứ, phải không? Bởi vì mình không chịu né tránh. Mình cứ nghĩ nhào qua nhào lại cái mình nghĩ tới đó, lần nhào qua nhào lại cái mình nghĩ tới nó, là nghĩ riết nó có năng lực thì nó giật mình là phải rồi. Thành nó tập đi, tập né tránh đi, né tránh bằng cách là thay đổi đối tượng, không nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà mình không nghĩ chuyện đó của cái tâm mình ở trong lỏng thì không phải, mà phải nghĩ tới chuyện khác. Mà cái chuyện mình nghĩ phải là thiện pháp, và thiện pháp có năng lực. Thì ân đức Phật, ân đức pháp cũng rằng là những thiện pháp có năng lực. Thì mình dùng cái đó mình để làm cái cứu cánh cho mình tránh khỏi cái những cái chuyện vừa xảy ra ngoài chợ. Đó, như vậy nó mới giúp được mình. Chứ còn nếu nó không có năng lực thì nó làm sao nó giúp được mình được. Nam mô Bất Thầy Gia. Dạ con kính dân sư, dạ con sẽ dân theo lời của sư. Nhưng mà cái tâm đó gì, cái tâm tham á, thì khi mình nhận diện được á, thì mình ngăn được á thưa sư. Còn cái tâm sân á, con thấy này, cái tâm sân nó giống như là khi mà nó đụng chuyện rồi nó phực lên giống như là sân phực vậy đó. Thì mình biết nó là nó cháy rụi hết sư này. Cái tâm sân con thấy nó khi mà mình biết thì mình đã nó xong rồi. Có khi mình cái việc mình nghe cái việc đó là mình cái câu trả lời của mình hay là cái lời nói của mình đôi khi nó cũng có sân, nhưng mà chợt nhận ra thì bắt đầu mới biết thì mình dừng lại. Thì nhưng mà nó cũng xong rồi. Và cái tâm sân này con thấy đối với con, bản thân con khó
khó lắm, khó mà thực hành á. Thì như vậy thì con mặc dù nó, con nghĩ như mặc dù nó sanh lên, nó Phật sanh lên thì mình quay qua ơn Đức Phật liền để cho nó nguội xuống. Thưa sư, dạ con làm cái việc sư dạy này rồi để sau này kết quả sao thì con xin trình bày lại cho sư ạ. Dạ con xin tri ân sư, con xin dâng mic lại cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo ạ. Nam mô Bất Thầy giả kinh Bạch Chư Tôn hay giả kinh thưa chủ gì. Thật sự ra cái tâm sân nó phát sinh là mình tưởng nó mạnh, nhưng thật sự nó không có mạnh. Vì nó nhớ vậy đó. Nên ba cái phiền não lớn là tham sân si đó. Cái có năng lực là tâm tham với tâm si, tâm sở tham, tâm sở si chứ không phải tâm sở sân. Bởi vì tâm sở sân tam quả diệt được, nhưng mà cái tham với cái si nó phải tứ thánh quả mới diệt được. Thành ra quý vị thấy nó bung lên nó mạnh, quý vị đừng nghĩ là nó mạnh. Mình phải dựa vào Phật Pháp để mình biết cái nào nó mạnh. Thì cái thằng nó mạnh là thằng tham với thằng si chứ không phải là thằng sân. Thằng sân nó mạnh nhất là cỡ nào chúng tôi nói giỡn. Sân trước, sân sau, lên sân thượng, ra tới sân bay nó mạnh nhất là nó cũng chỉ bằng sân bay thôi. Chứ nó không có nặng được. Thành ra ráng cố gắng nha. Mình cứ mình thay đổi đối tượng vậy đó. Thì cái thằng sân nó không có làm gì được nhiều. Nhưng mà cái thằng mạnh mà nó có thể nó quậy mình, nó lầm lì lì lì, chứ nó nổi lên nó quậy được là thằng tham hay là thằng si. Thành ra tới thằng sân đừng có sợ nhiều, tại vì vẫn có thể chế ngự nó được dễ hơn là hai thằng kia. Nó mua với thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú, sa thú. Dạ kính tri ân ngài đã dạy dỗ và cảm ơn Sister Hạnh Kiểm đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con kính tri ân ngài rất nhiều. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Cổ Thiên Lạc. Bạch ngài, trong kinh lễ bái Tam Bảo có câu dễ vui Tam Bảo hại mình. Xin ngài dạy cho chúng con được rõ thêm ạ. Dạ sa thú, con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy giả kính Bạch Chư Tôn hay giả kính thưa chư quý. Kim lễ Tam Bái Tam Bảo từng lễ Phật, lễ Pháp và lễ Tăng. Cái dễ vui đây đó tức là mình làm cho qua chuyện đó. Cái đó là cái không nên. Bởi vì mình thường thường đó, mình có năm cái hạn mà mình phải, nghĩa là kính trọng, thật sự là phải kính trọng. Thứ nhất Phật, thứ hai Pháp, thứ ba Tăng, thứ tư cha mẹ, và thứ năm là thầy tổ. Năm cái người đó đó là có ơn với mình rất là lớn. Thành ra mình làm cái gì với cái tâm của mình nó không được cái sự kính trọng đúng mức á, rất nguy hiểm cho mình, chứ không phải không. Nó rất là nguy hiểm. Thành ra khi nào mình làm thường đó, ở mấy cái xứ mà Phật giáo không? Mỗi lần mà mình lên để mình tụng kinh đồ này kia, họ bắt mặc đồ đàng hoàng, chứ không phải là mình đương mặc đồ gì cái mình rảnh rảnh cái mình chạy lên chỗ thờ Phật cái mình tụng kinh lễ bái Tam Bảo. Cái đó là họ không cho phải mặc đồ đàng hoàng, chứ không phải giỡn. Mà chuẩn bị đàng hoàng chứ không phải mình chưa tụng, mới tụng nên nhớ đi. Ngoài kia bếp chưa tắt cái bỏ ra tắt rồi chưa tụng lại, cái đó họ cũng không có chịu, không có hơn. Họ không có cho, tại vì đó là những hành động mà không có kính trọng giáo pháp, không có kính trọng Tam Bảo. Thành ra những cái chuyện đó vậy đó, bởi mình dùng cái danh từ dễ vui là vậy. Nhớ lần thường là mình cứ tới giờ đó là mình lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo, mình lên cái mình nhớ quên gì đó, cái mình khoan để xuống 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 làm cái đó, cứ vậy đó.
Đó là những cái là mình dễ vui như vậy đó. Nghĩa là mình làm không có đàng hoàng, không làm cái sự kính trọng đúng mức thì gọi là vui như vậy đó. Nó rất là nguy hiểm cho mình chứ không phải là không. Bởi vì thì những cái hạn, thì những cái đó là những cái mà không phải được con người kính trọng, mà ngay cả chư thiên mà kính trọng, chư thiên mà bảo vệ, mà mình dễ vui nhờ cái chư thiên nó gần mình, nó cũng thèm hộ độ mình, nó thèm giúp mình. Thành ra mình không có nên có những cái hành động mà nó nghĩa là nó không có kêu mà không có được kính trọng đúng mức đối với năm cái hạng mà chúng tôi vừa kể đó, thì nên xét lại để sau này mình làm cho nó đàng hoàng hơn thì cái phước nó nhiều, chứ còn còn không là rất là nguy hiểm. Nam mô Bích Thầy giả. Nam mô Bích Thầy giả. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con đã thấy đạo hữu Cổ Thiên Lạc. Con xin trì. Dạ, cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ, kính tri ân ngài đã giảng dạy để cho tụi con được hiểu và hành đúng hơn ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, con kính mời những bàn tay và những câu hỏi. Dạ, con thấy có một câu hỏi bạn đạo gửi qua cho con. Con xin đọc câu hỏi ạ. Dạ, con vô đây con đọc câu hỏi. Kính bạch ngài, cha quá ná, động lực chạy vụt qua, năng lực tiềm ẩn sức mạnh và lưu trữ hạt giống của nghiệp, bí chá cầm má, thưa ngài, vậy khi một động lực chá quá ná sanh lên và diệt đi, thì nghiệp được tích lũy cũng bị diệt luôn hay được truyền sang động lực kế tiếp? Mong sư chỉ dạy vấn đề bài cho con. Dạ, cảm ơn. Dạ, con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bích Thầy. Dạ, kính bạch chư tổ mẹ. Dạ, kính thưa chư quý vị. Cái châu ná nó diệt là cái tâm đó, cái sách là tâm nó diệt, nhưng mà cái năng lực của nghiệp là làm nó đâu có diệt. Nhớ trong bảy cái châu ná đó, cái năng lực của nghiệp mà nó mất năng lực cho quả là cái động lực hai động lực đầu để động lực cuối đó, một cái thì nó cho quả trong kiếp này, cái cho quả trong kiếp kế. Còn từ cái động cái sát na thứ hai tới sát na năm, bắt đầu kiếp thứ ba trở đi là nó cho quả hoài hoài cho tới khi nào mình mà đi niết bàn ná mà thôi. Nó có khả năng nó cho quả như vậy đó, không có mất được. Thành ra mình đừng có nghĩ là ôi nó nhanh nó ấy làm vậy là xong, không có xong đâu. Quý vị nên nhớ chúng tôi thí dụ là quý vị biết năng lực nó như thế nào, là bà hoàng hậu của vua Bà Sẽ nó đi, tức là hoàng hậu quả tên Malika gì, bà chỉ nó nói dối ông sư một lần, ông vua đó một lần đây, mà trong khi bà làm phước trong cái đời của bà đó, bà phước nghĩa là không thể tưởng tượng được, nhưng mà vì một cái lời nói dối đó nó dẫn bà đi địa ngục như thường. Vì nó nhớ cái chuyện đó. Nhưng mà đi không có lâu thôi, đi ra kinh là 7 ngày. Bởi vì biết nó khủng khiếp vậy chứ nó không có chuyện giỡn được. Cái sát đà đó nó diệt thật, nhưng mà cái năng nó để là cái năng lực. Là cái năng lực đó tùy theo cái sát đà đó nằm đâu. Nếu nó nằm từ sát đà thứ hai tới thứ năm, là bắt đầu từ cái kiếp thứ ba của mình trở đi là nó sẽ cho bắt đầu cho quả dài dài cho tới khi nào mình mà đi nếp bà ná mà thôi. Thành ra đừng có nghĩ là nó diệt là nó mất năng lực. Mất năng lực. Cái sát na tâm nó diệt, nhưng mà cái năng lực nó vẫn còn. Mà nó chờ cái thời gian nó đủ điều kiện nên nó cho quả. Nó mua cái thai á. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sa thú ngài đã giảng dạy câu hỏi ạ.
Và sau đây con kính mời bàn tay và những câu hỏi ạ. Và quý vị có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình và con xin đọc câu hỏi. Và con kính mời quý cô chú cùng tham gia ạ. Dạ, không biết là có bàn tay không ạ? Dạ, con chưa thấy bàn tay và câu hỏi. Dạ, thưa ngài, con có một thắc mắc ạ. Bạch ngài, trong cái 10 pháp ba la mật đó ngài, thì thứ nhất là bố thí, rồi trì giới, thứ hai là trì giới, thứ ba là xuất gia, thứ tư là trí tuệ, rồi sau đó là tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, rồi tâm từ, rồi tâm xả. Kính thưa ngài, con muốn con thắc mắc trong cái phần mà thứ tự như vậy đó ngài, thì tại sao cũng như là có cũng như tại sao mà cái trí tuệ nó trước khi mà cũng như là trước là bố thí rồi trì giới, những cái thứ tự như vậy nó có nghĩa như thế nào không ngài? Tại sao là trí tuệ mình đi trước tinh tấn và nhẫn nại? Dạ, con kính ngài có thể giải thích rõ là cái những cái thứ tự ở đây là nó có ý nghĩa gì không ngài? Dạ, con kính nhân mít lại cho ngài ạ. Con xin xuống mít ra. Nam mô Bố Thầy, giá kính bạch chư tôn, giá kính thưa chư quý vị. Thì mà những cái đó là ngài chứ không có biết tùy theo đi xuống. Là nó cái người nào thiết thì người ta thấy những người sau này cứ tập tâm tạng thấy cái nào trước cái nào sau vậy đó, rồi người ta cứ theo cái thứ tự đó. Chứ còn thí dụ như bây giờ trong 84.000 bài pháp mà được kết tập cho tới bây giờ mình đang xài đó, có ai mà biết ngài thuyết bài nào trước hay là thuyết tạng lực nào trước không, tạng lực câu nào trước không? Đâu có, không có. Nhưng mà cái sự sắp xếp là nó dựa theo một số điều kiện của các vị đó, có thể là được thuyết nói nhiều lần hay đợi cái gì đó chứ không phải. Nhưng mà nếu mà đúng nguyên tắc mà nếu mà nói về cái năng lực đó, thì đáng lẽ ngài phải thuyết trí tuệ trước chứ làm sao ngài thuyết sao được. Bởi vì trong đời sống của mình không có trí tuệ đó, là mình không có làm gì thành công hết đó. Cái gì thấy không? Nhưng mà cái thứ tự đó nó không quan trọng. Cái lúc mà tiêu diệt phiền não phải dựa vào cái gì để biết. Chứ còn nó không phải, bởi vì cái thứ tự đó chúng tôi không biết. Khi các ngài kết tập tàng ngày dựa vào đâu thì chúng tôi không có biết, tại vì không thấy nói. Nhưng ngài Đức Phật là không có theo thứ tự vậy đó. Ngài gặp cái người đó, ví dụ như trong hạ thứ nhất, ngài gặp bao nhiêu người lọt vì giọng trí của ngài thì ngài thiết thuyết theo cái điều kiện của cái người nghe, chứ ngài không thuyết theo điều kiện của thời gian. Đó. Tại sao khi ngài thuyết bài pháp đầu tiên cho năm anh em của ngài cô Đanh Nhá đó, ngài thuyết về tứ thánh đế, nhưng mà vài ngày sau ngài gặp ngài Giác Xạ đó, với gia đình ngài Giác Xạ, ngài viết là Anu Bồ Phí Ca Thả, tức là tuần tự pháp, thấy không? À, nó theo điều kiện người nghe chứ nó không, họ không có theo cái điều kiện là trước trước thiết sau. Thì cái trường hợp này cũng vậy, mình đừng nghĩ là ở 10 cái pháp đó phải trước sau này kia ông dùng, cái này là chúng tôi không có thấy chỗ nào giải thích hết, mà chúng tôi không có nghĩ là nó quan trọng rồi nói trước hay nói sau thì vô không phải, là do cái điều kiện mà ngài thuyết cho những người đó khi tập tâm tạng đó. Người ta đọc từ đọc tới đâu hay đó rồi người ta sắp xếp tùy theo mấy người đó thôi. Chứ trong ví dụ trường bộ kinh đó, có ai nói là ngài thuyết bài đó trước, ngài thuyết bài đó đâu, không có. Nên quý vị học đi coi Đức Phật dạy cái gì, học rồi hành là tập theo, học rồi còn đặt tại sao nó phải thuyết trước cái thứ sau cái này kia nọ, xong mất thì giờ của mình không có lợi ích nhiều. Nam mô Bố Thầy dạ. Dạ, sa thú con kính tri ân ngài ạ. Dạ, con kính tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi của con để con được hiểu rõ ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng. Dạ, con kính mời bàn tay và những câu hỏi ạ. Dạ, con kính mời quý cô chú đặt những câu hỏi, những thắc mắc của mình.
để mọi người cùng học hỏi thêm ạ. À. Tại con thấy trong room cũng cũng rất là đông, và mỗi vị một câu thôi là không khí nó sẽ nhộn nhịp hơn ạ. À. Dạ con kính mời. Con kính mời câu hỏi và kính mời bàn tay. Dạ không biết là Huynh Thịnh Thông có câu hỏi không ạ? À? Dạ Nguyên Trang kính mời. Có bàn tay, dạ Sa Thú. Dạ con kính mời. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bích Tha giá. Dạ không biết là xích hạnh kiểm có giơ bàn tay không ạ? À? Dạ Nguyên Trang kính mời xích hạnh kiểm. Dạ Nguyên Trang xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con nghĩ chắc cái này là đụng máy rồi, con không thấy trả lời. Dạ nếu mà quý vị nào có giơ bàn tay thì con, tại vì cái điện thoại của con không có thể thấy cái bàn tay giơ nên con đưa lên đó, nên con mong là quý vị có thể chat trên màn hình. Dạ hạnh kiểm có đưa tay, dạ Nguyên Trang kính mời ạ. À. Tại Nguyên Trang để mic nãy giờ, dạ Nguyên Trang xin xuống mic mời xích hạnh kiểm nha. Dạ không 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 có đưa tay, hiểu biết làm sao mà không biết làm sao bị như vậy nữa. Dạ vậy đó, lỡ cầm mắt rồi thôi con hỏi thêm câu nữa cho nó chắc ăn, xin sư cho con thêm cái việc này nữa. Dạ thưa sư, con lúc mà con về con suy nghĩ như vậy thì con nghĩ khi mà tâm sân của mình phát sanh á thì có phải là mình tu tập cái tâm từ cho nó mạnh á thì cái tâm sân nó sẽ giảm không thưa sư? Khi mà con nghĩ đến cái nhân quả đó thì con cũng được dịu mát nữa, thì khi mình nghĩ đến nhân quả hoặc là nghĩ đến vô thường vô ngã thì cũng trừ được cái tâm sân không thưa sư? Rồi còn nhưng mà còn cái tâm tham, tâm sân nó mạnh nhưng mà nó dễ trừ. Khi tâm từ của mình nó lớn mạnh thì có thể tâm xa tâm sân mình trừ được từ từ. Nhưng mà còn cái tâm tham như sư nói, con suy nghĩ, con như sư nói con suy nghĩ cũng phải rồi. Tại vì cái tâm tham mình dễ thấy mà mình cũng dễ kiềm chế, nhưng mà nó khó diệt trừ, nó dai dẳng, nó cứ sanh hoài. Tại vì cái tham mà mình còn ham muốn, mình còn mong cầu thì đó là tâm tham nó còn hoài á thưa sư. Như vậy thì cái pháp nào, xin sư dạy cho con cái pháp nào mà đoạn diệt cái tâm tham để cho con thực hành đó thưa sư. Dạ chậm lâu gì cũng được hết trơn á, miễn mà mình thực hành được thì con xin sẽ được thực hành. Dạ xin kính dâng mắt cho sư vị sư giảng dạy cho con ạ. À. Nam mô Bổn Sư Giả Kính và Chư Tôn Hàng Giả Kính Đưa cho quý vị. Muốn diệt trừ mấy cái pháp đó hết thì phải hành 80 chi đó, gọi là bát chánh đạo đó. Thật sự ra mình phải hành từ từ, từ những cái tháp, từ tháp tới cao. Thì khi mình hành thiền pháp thì tất cả thiền pháp nó đều có năng lực, tại nó đè cái mấy cái anh đó. Nhưng mà năng lực cỡ nào, đúng không? Thì bây giờ mình cứ hành thiền tứ niệm xứ rồi là tới cái mức
mà những cái chi pháp trong cái bài kinh đó mà nó có năng lực thì nó có khả năng nó đè hết á. Thật sự tới bây giờ mình hành tâm từ mà đủ sức để nó đè cái tâm sân á, bởi vì biết nó lâu lắm chứ nó thấy đó. Cái người mà hành cái mà về tâm từ đó là cái tâm từ mà nó có năng lực, nó gọi là sĩ má sổng thùy thá đó, tức là phải có năng lực ghê gớm như lắm này mới có thể đè được những ác pháp. Bây giờ mình không có nhiều thời giờ để mình hành cái pháp đó, thì quý vị hành tất cả các thiền pháp mà thiền pháp liên quan tới pháp hành đó, thì thiền pháp nào nó cũng có khả năng nó đè đó. Ví dụ như thiền pháp liên quan tới pháp hành hành chỉ, tức là năm chi thiền, năm thiền nó năng lực nó vẫn có khả năng nó đè được như thường, chứ làm sao nó không có khả năng đè được, thấy không? Nhưng mình phải tới cái năng lực nào đó nó mới có đè được, chứ không phải mình mới hành hồi ngày cái mình nói tôi hành này sao không thấy nó đè chứ. Nó đè chứ, tất cả thiền pháp nó đều có năng lực nó đè được bất thiền pháp rồi. Nhưng mà nó đè thôi chứ nó không có diệt được, nó có điều kiện. Ví dụ như các chi thiền nó vẫn có thể nó đè cái, trong khoảng thời gian mà nó vẫn còn năng lực. Ví dụ như người đó đắc sơ thiền đi, thì cái sơ thiền của họ còn năng lực, nghĩa là chưa hoại lúc nào, thì các chi thiền nó vẫn có đè, có khả năng nó đè pháp. Hoặc là những cái chi thiền mà liên quan thiền minh sát cũng vậy, nghĩa là tới sau cái tệ thứ tư là nó có khả năng đẹp với thiền pháp được đó. Nhưng mà mấy cái đó nó công phu dữ lắm, thành ra mình không có nhiều cái khả năng, không nhiều cái thời gian để mình hành những cái pháp đó nó đầy đủ năng lực, bởi vì nó rất là từ công phu, thành ra mình mới tìm những cái cách mà mình có thể mình cho nó tạm thời là nó không quậy mình được, mình gọi là né tránh đi, đoạn trừ nó là vậy đó. Thì khi nào có sự né tránh mình đó, mà nó có kết quả thì mấy anh kia anh theo không có được. Còn mà mình muốn cho thứ nhất là mình muốn cho nó năng lực đầy đủ thì cái thiền pháp mình phải có năng lực. Thiền pháp đó, thứ nhất là có năng lực nó đè cái thời gian ngắn. Ví dụ như tâm đại thiện dục giới đó, thì nó đè thời gian rất là ngắn. Mà thiền pháp nó có năng lực nhiều hơn là thí dụ thì sắc giới thì nó đè thời gian ngắn hơn, dài hơn cái tích cực của cái thiền pháp mà dục giới. Nhưng mà cái thiền pháp của siêu cửa vô sắc thì nó lại đẹp hơn, bởi năng lực nó năng lực thiền mà. Nhưng mà cái thiền pháp của siêu thế thì nó không đè nữa, mà nó cắt cổ luôn. Nó tùy theo cái thiền pháp mình đi cỡ nào. Cái thiền pháp mà mình hành những cái pháp bố thí trì giới rồi này kia ông chồng đó, là nó chỉ đè trong khoảng thời gian rất là ngắn thôi, bởi đó là thiền pháp dục giới. Nhưng nếu mà hành thiền chỉ mình thì cái thiền pháp của thiền sắc giới hoặc vô sắc giới nó đè lâu hơn, nó gọi là Bali gọi là quyết khẩm mà ná đó. Còn cái thiền pháp của dục giới thì gọi là tà thăng khá bà ná, tức là đè thời gian ngắn, quyết khẩm mà ná lâu hơn. Nhưng mà tới thiền pháp siêu thế thì nó gọi về quyết chế thá và thá ná, tức là diệt luôn. Tùy theo cái cách mình hành nó có năng lực cỡ nào là tùy theo. Chứ còn bây giờ mình lựa cho cái pháp mà specify giống như là hành thiền tâm từ để đè cái sân, thật sự nó đã tốn thời gian rất là lâu mà chưa chắc thành công. Bởi vì thiền mà cái tâm từ đó mà nó muốn có năng lực như vậy đó, rồi nó cái tâm của mình nó phải qua một cái giai đoạn rất là lâu và khủng khiếp ghê lắm nó mới có cái năng lực đó. Thành ra chúng tôi đầu tiên là tôi khuyên quý vị nên né tránh đi đoạn từ rồi vậy đó, để mình làm cái những cái thiện pháp khác, chứ không lẽ mình ngồi không mình cứ mình lo mình đè nó tìm cách mình đè nó hoài đó. Đâu được. Mất thời giờ mà không có lợi ích gì cho nhiều. Nó mô cái tài vậy. Nam Mô Bố Thầy Giá. Dạ, con kính đảnh lời quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con đã thấy xích hạnh kiểm. Dạ, sư dạy con rất hoan hỷ ạ. Con kính tri ân sư.
Dạ cảm ơn sách đã sách đã hỏi ạ. Dạ con xin đọc một câu hỏi của một người bạn đạo ạ. Kính bạch ngài, 7 ngày địa ngục bằng 7 ngày cõi người, có đúng không ạ? Trong địa ngục bị hành xác liên tục chắc là khổ dài lắm. Dạ con kính xin ngài có thể trả lời câu hỏi ạ. Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy. Dạ kính bà chư tôn hành giả, kính thưa chư quý vị, chúng tôi không biết cái địa ngục cái nào đây mà làm sao trả lời được. Địa ngục nó có nhiều tầng mở tầng cái ngày, nó nhiều khi có những cái địa ngục mà một ngày của nó trên này cả kiếp của mình. Cái đó là không có trả lời được đâu. Bây giờ phải biết nó ở đâu đâu mà thường mấy cái vụ đó họ chỉ nói là rớt xuống địa ngục thôi, chứ họ không nói ở cái cảnh giới nào, không biết được. Giống như chắc cõi trời như vậy, ví dụ như một ngày một đêm mình cõi tới rạng dương là 50 năm như này thì mình còn tính ra được, nhưng mà cái đó cũng là giả định thôi chứ nó không exactly như vậy được. Thành ra trời tính chứng tỏ là ngày đó trên đó nó dài vậy vậy đó, nhưng mình đừng có quan tâm chuyện đó, chuyện của người ta, chuyện của ông sư thiên cho nó, còn mình với cõi người mình lo tính với cõi người đi. Một ngày 24 tiếng là mình tính coi là mình có được bao nhiêu giờ để mình học thật giáo pháp của Đức Phật, mình hành giáo pháp đó. Nó dễ lợi hơn là mình không suy nghĩ ba cái chuyện chi cái mấy chuyện là chi vậy. Mình biết một ngày dưới đó nó bao nhiêu bằng lâu trên này cũng đâu qua người tới mình đâu, không hay là mình biết để mình lựa mai mốt mình có đi xuống, mình đi xuống mấy cái cõi mà ngày dưới đó nó bằng ngày trên này, không có lợi gì hết á. Cái lợi cái là chúng ta nói nhiều lần đó, giáo pháp Đức Phật ngài để lại đó còn cái khoảng gần 2.000 năm nữa thôi, hơn 2.000 năm chút chút thôi, nhưng mà quý vị chỉ có thể học được giáo pháp này khoảng chừng mấy chục năm nữa, mấy trăm năm nữa thôi chứ không có lâu đâu. Bởi vì tới Phật lịch 4.000 rồi đó thì lúc đó người ta không nghe nói tới Đức Phật, người ta còn không biết chứ đừng nói tới cái gì. Còn những cái người mà có khả năng hiểu biết về Phật pháp ở trong rừng, mình cũng muốn tìm ta cũng không có ra. Cái thời buổi đó mà ai không mà đi ra đi ẻo ẻo ở ngoài đường vậy đó, nó gặp thì có tiền rồi nó móc túi, có tiền rồi nó lụi về cái kiểu đó. Bây giờ đã thấy rồi đâu thế à? Cái gì thấy hàng ngày nào mà lên báo cái gì coi rồi. Thế giới nó loạn lạc tới cái mức đó rồi mà quý vị cứ nghĩ là ôi 2.000 năm nữa cũng còn được như vậy à? À, nếu học đi không còn bao lâu nữa giáo pháp đã xì đồ rồi, chết đừng có chờ tới lúc đó rất đúng. Mình không còn thời gian lâu, ráng học thì nhiều, lỡ mình có gì mình lên nghe cõi trên chút mà mình vẫn có thể dùng cái năng lực, cái sự hiểu biết mình để mình ôn lại trên đó. Chứ còn mình chờ 2.000 năm nữa thôi, ở dưới này là không còn rồi. Cái này lúc đó chỉ còn một vài cái nước rất là nhỏ ở trong rừng đồ này kia, mai ra nó còn có người học người hành thôi, chứ còn mấy cái nước mà bây giờ mà bắt đầu mà theo cái sự phát triển của đời là chắc chắn là không còn nữa, không còn nữa. Thành ra quý vị chờ cho tới chừng lúc đó là mệt lắm á, ráng cố gắng học càng nhanh càng tốt. Bởi vì lý do cái đời sống mình nó rất là ngắn, đa số rung rung này chắc cũng khoảng nửa đời người rồi, thì còn đâu có vài chục năm nữa thôi. Mà trong vài chục năm nữa mà mình gặp được Phật pháp mình học, nó cũng không được bao nhiêu đó, nó thật sự thưa quý vị, tại cái phước mình ít chứ không phải là không có trách chở, không có gì, phước mình ít quá, cho nên mình đọc không hiểu, mình cứ nhồi đi nhồi lại. Nói ra thì buồn chứ đây hồi xưa là chùa ta cầu đạo, bây giờ quý vị vô chùa ta quan cầu siêu không, mà quý vị chưa thấy sợ cũng lại đó. Thôi ráng đi, thời gian nó không có chờ ai cả. Nam mô Bố Thầy. Nam mô. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú. Dạ con kính tri ân những lời chỉ dạy của ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu
Cổ Thiên Lạc. Bạch Ngài, khi nguyện giữ giới mà mình không làm tròn như vậy, nghiệp quả sẽ trổ như thế nào? Xin Ngài chỉ dạy cho chúng con. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mít lại cho Ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó mình nói về vấn đề nghiệp quả đó, nghĩa là không có ai ngoài cái Đức Phật thôi, không ai có thể trả lời một cách chính xác cả. Nghiệp quả thì bất khả tư nghi. Ở đây đó, khi quý vị nguyện giữ giới mà quý vị không làm tròn, cái điều đầu tiên Đức Phật phạm là phạm giới thứ tư. Quý vị phạm giới thứ tư. Quý vị mới sinh xong quý vị đã phạm cái giới thứ tư rồi, thì quý vị biết mình kể như là tiêu. Nhưng mà mình nhớ đó, trong cái ngũ giới đó, cái ngũ giới đó, không phải quý vị đứt cả năm giới quý vị mới đi xuống cõi khổ. Người ta nói chung chung là ngũ giới bất kỳ thì nhân thiên lộ triệt. Nhưng hồi nãy chúng tôi nhắc nhở quý vị là hòa hoàng hậu Malika của vua bà sĩ nó đi rồi, chỉ có cái giới nói dối không dẫn đi địa ngục trong khi bà làm phước, không người nào sánh thờ nổi đó. Hay là cái chuyện mà mình phạm nó nguy hiểm thì lắm, chứ mình nghĩ chuyện chơi không có được. Đừng nghĩ đó chuyện nhỏ, chuyện rất là lớn. Chứ nó không có chuyện nhỏ. Hay là mình nguyện là mình phải học cho đàn có bao nhiêu điều kiện, phạm bao nhiêu điều kiện thế nào đó. Bởi vì thường thường đó, cái giới, ngay cái giới của ông sư quý vị nghe nói là 227 giới đó, thật sự đó là giới ông sư là nói cái đời đậu đề không đó là 220 giới, và 7 cái giới kia đó là 7 cái liên quan tới 220 giới này. Nhưng mà nếu mình nói cho nó đúng mức, quý vị không thể tưởng tượng được nó nhiều cỡ nào. Bởi vì thí dụ như một cái câu sắc sanh thì có thể bị bất cùng trụ, thí dụ vậy đó. Nhưng mà quý vị tính theo giới ông sư là như thế nào, đủ bao nhiêu chuyện đó thì là phạm bất cùng trụ, mà đủ mà không đủ bao nhiêu chuyện đó, chỉ đủ bao nhiêu chuyện khác có thể là giới tăng đàn, mà không đủ đó cái chi nó bao nhiêu đó, nó là thấp cho tới nó rùng rợn luôn, chứ không phải là 220 giới của ông sư. Là ông sư giữ cái đó là trong sạch, không phải. Nó có hàng tỷ diện á. Thành ra mình đừng nghĩ mình giữ ngũ giới vậy là mình tròn vậy là cái nghiệp nó nhẹ. Thưa quý vị, nó không nhẹ thế nào cả. Nó dính vô cái khác, mà mỗi lần nó dính vô kia thì nó dính vào cái kia. Hay là chuyện đối với cận sinh nam quyền hiền nữ đó, giới là cái chuyện lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Thì này nhớ vậy, giống như đối với ông sư như vậy nữa. Ông sư phải ở với thầy tới độ trong vòng 5 năm. Cái gì đó trong vòng 5 năm đó. Thứ nhất là phải học quyển thứ nhất, quyển thứ hai trong bộ Tam Tạng. Nhất là giải thích về ba cái giới nặng là bất cộng trụ, tăng tàng, với hai cái giới ba bất định. Còn cái quyển thứ hai là tất cả các cái còn lại. Phải học cái quyển thứ ba là giới của Thiệu Ni. Ông sư phải học ba cái giới đó thuộc lòng, ba cái quyển sách về giới thuộc lòng. Nó là chuyện lớn nhưng hồi nhỏ. Mà nếu mà không có thuộc, không có hiểu hết trong ba cái quyển đó đó, là ông sư phải ở với thầy, chứ không được rời thầy tới độ. Nó nội cái nội những cái điều kiện để cho thấy cái chuyện giới là cái chuyện lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Thì các quý vị là cư sĩ, quý vị thọ tam quy ngũ giới mà là chuyện lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Thành trước khi thọ tam quy ngũ giới nên học ở giới nó có bao nhiêu chuyện, phạm như thế nào, không phạm như thế nào, bao nhiêu chuyện. Rồi mới xin thọ, thọ rồi là phải giữ. Mà không giữ thì coi chừng diêm dương, diêm dương quắc là não hay. Mà khi diêm dương mà quắc rồi thôi chứ.
không đủ nước mắt để mà khóc. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ sa thú con kính tri ân ngài. Kính cảm ơn đạo hữu Cổ Thiên Lạc đã đặt câu hỏi để đạo tràng có thể học hỏi thêm ạ. Dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể giơ tay hỏi với ngài hay là có thể chat trên màn hình. Dạ giống như một câu hỏi là mình nghĩ là nó rất là bình thường nhưng mà khi nghe ngài giải thích đó thì mình được hiểu rõ hơn. Dạ con kính mời những câu hỏi ạ. Dạ rồi Nguyên Trang xin Nguyên Trang xin gửi mic cho Pháp Nguồn Lào Cai rồi sau đó Nguyên Trang sẽ đọc câu hỏi của Sister Quang Thanh ạ. Dạ Nguyên Trang xin xuống mic. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ ngài Tông, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, sư Phước Sang. Dạ chắc con xin được hỏi xin ngài chỉ dạy cho con ạ. Con vừa mới nghe là ngài cũng nói rằng là khi mà mình làm trong cuộc sống này mà mình làm cứ cho là mình làm việc thiện rất là nhiều đi, nhưng mà khi mà mình đến cận tử nghiệp á, thì mình cũng không thể biết trước được rằng là mình đi về đâu, thì chỉ có những cái pháp môn tu tập như là tứ niệm xứ thì có cái sự chánh niệm tỉnh giác rồi để thấy ra đó. Thì con cũng trong cái lộ trình tâm mà từ lộ trình đắc đạo thì con thấy thì khi mà có cái đến cái tâm cái động lực mà tâm chuyển tộc thì là từ phàm sang thánh đó, thì con thấy là ở đó thì nó có một trong cái tâm đại thiện hợp trí đó. thì như sư vừa nói là nếu như mà mình làm việc thiện như vậy mà mình chỉ có việc thiện mà mình không có sự tu tập á, thì nó sẽ cũng chưa biết chắc được là mình sẽ đi về đâu. Như cái nhân quả thì cũng nói rằng là làm việc thiện thì sẽ được tốt, nhưng mà khi mà vì là nhiều đời nhiều kiếp có cái sự ngủ ngầm rồi những cái tội lỗi của nhiều đời nhiều kiếp nữa nó trổ quả thì con cũng hiểu là như vậy. Nhưng mà trong cái 37 phẩm trợ đạo ấy, thưa sư, con thấy có tứ niệm xứ rồi thì thất giác chi ấy, thì hai cái này con thấy nó tương tự như nhau, như vậy có đúng không thưa sư? Và trong 37 phẩm trợ đạo này thì con thấy Đức Phật thường nói rằng là con đường duy nhất là diệt tận khổ ưu, đó là tứ niệm xứ. Thì theo như ngài thì xin ngài chỉ dạy cho con là trong 37 phẩm trợ đạo này thì mình tu tập tứ niệm xứ hay là tu tập thất giác chi, hay là mình phải hoàn thành tất cả 37 phẩm trợ đạo này thì mình mới có thể là hy vọng tu tập được đúng và chuẩn nhất ạ. Dạ. Con xin kính tri ân ngài, xin ngài chỉ dạy cho con về cái con đường để mà mình cần phải làm ạ. Dạ. Con xin được xuống mic ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Đức Phật thuyết cái bài kinh đó là thuyết cho tất cả chúng sanh nào ở trong cái điều kiện đó có thể làm được. Mình không biết mình ở đâu thì không thể nào nói là mình bắt đầu từ đầu được hết. Thành ra mình phải bắt đầu từ đầu. Thí dụ như vậy, như những cái điều trong tứ niệm xứ. Chúng tôi thí dụ là con đường đi từ Sài Gòn ra tới Quế đi. Thì nếu quý vị ở Sài Gòn thì quý vị bắt đầu từ tứ niệm xứ. Nhưng mà nếu quý vị ở ngoài Vũng Tàu, ý ở ngoài Nha Trang, thì quý vị không cần tứ niệm xứ mà quý vị có thể bắt đầu từ ngũ quyền, ngũ lực cũng được. Nhưng mà nếu quý vị ở Đà Nẵng thì quý vị mới có thể hành từ thất giác chi được. Chứ còn quý vị là chưa gì hết, quý vị đang ở Sài Gòn, quý vị hành từ thất giác chi là quý vị để làm gì?
quý vị đó, cái đoạn đường quý vị đi tới đâu mà quý vị đạo hành cái đó. Đó. Trong bài kinh 37 phẩm trợ đạo là Đức Phật dạy cho người bắt đầu đi. Thành đạo phải đi qua tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất chất chi, rồi mới tới bát thánh đạo. Còn bây giờ quý vị đang ở chỗ nào thì thường thường người ta hành thiền ta phải cần có ông thiền sư là vậy. Tại sao phải cần ông thiền sư? Tại vì ông thiền sư đó, ông có thể ông cho quý vị là niệm gì hơi thở đi. Nhưng một hai ngày sau quý vị thi quý vị trình pháp, ông thiền sư không biết quý vị ở đâu. Thì ông mới nói là bắt đầu từ đó, làm cái đó, làm cái đó. Chứ còn quý vị mà không có ông thiền sư thì đẹp mà. Thì ông cũng không biết quý vị ở đâu thì khỏi nói gì cả. Nhà này tháng nọ cũng chỉ thở vô thở ra mà thôi. Cái phát hành nó không phải là cái chuyện ai cũng muốn làm sao cũng được. Nó phải dựa theo rất nhiều chuyện như vậy. Thành ra bây giờ mình là người, mình không biết mình ở đâu, mình cũng chẳng có ông thầy. Thì mình phải lật cái bài kinh ra mình học cho nó hiểu. Rồi bắt đầu học từ đầu. Cái vô từ đầu vô mình thấy dễ, nó cái những cái niêm yết mà nó bắt sanh mình gặp những cái gì nào mà có kinh nghiệm gì thì tứ niệm xứ rồi mình hỏi, thì người ta nói với cái đó thì phải tu tập cái đó, thì mình biết mình sẽ tu tập bắt đầu từ đâu chứ không phải từ đầu. Cái dù vậy thì nó là bao nhiêu chuyện trong đó chứ nó đâu có dễ đâu. Còn mình không học giáp, mình nghe nói người ta nói tu bảy qua bảy bảo rồi đạo mình vô mình chà thất giác chi này là cơ bộ nó gần như bát thánh đạo thì mình hành thất giác chi, hành từ sáng tới chiều không thì vẫn hoàn không mà thôi. Cái gì nó mua với thầy vậy. Dạ sa thư ạ. Dạ con kính tri ân ngài đã chỉ dạy cho con ạ. Là mình sẽ phải bắt đầu mình học, mình thứ nhất là học pháp học của 37 phẩm trợ đạo đã. Rồi thì khi mà mình gặp một vị thầy hoặc một vị sư dạy về tứ niệm xứ thì sẽ có sự hiểu biết thêm để mà từ từ từng bước một ạ. Dạ. Vâng, con cũng đã hiểu ạ. Con xin kính tri ân câu trả lời của ngài ạ. Dạ, con xin được phép xuống mách mời một vị khác ạ. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ, đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con không biết là đạo tràng còn có câu hỏi không ạ? Có bàn tay không ạ? Dạ không, nếu mà không có thì con xin đọc một câu hỏi của một người bạn đạo gửi qua ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi. Quang Thanh. Em xin lỗi. Dạ, con xin đọc câu hỏi của chị Quang Thanh ạ. Dạ thưa ngài, cho con hỏi làm thế nào vượt qua pháp. Dạ, con xin xuống mít ạ. Dạ, con kính dâng mít lại cho ngài. Em xin sám hối chị nha. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh và Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Vị. Hỏi kiểu đó thì thôi chứ chịu thua luôn. Khoa học hành nó có cái ngàn cái chướng ngại chứ đâu, một hai chướng ngại đâu mà. Mình phải biết cái chướng ngại đó là thuộc loại nào trong khoa học và thuộc loại nào trong khoa hành. Thuộc loại trong khoa hành thì nên hỏi cái gì thiền sư mà mình đang học. Mình trong khóa học thì các ông nào cũng đang giảng tới đâu thì mình hỏi ông ấy biết được, ông nói chứ còn bây giờ hỏi kiểu vũ trụ như vậy mà làm sao biết được. Thì là khi nào mình học có chướng ngại gì trong khóa học thì mình chỉ hỏi cái đó thôi. Thì những cái người học qua rồi người ta biết, người ta lại trả cho câu hỏi. Chứ ngày trong khóa học trong khóa hành nó cả ngàn chuyện trong cái chuyện đâu phải là một hai chuyện đâu mà hỏi kiểu đó ai biết đâu mà trả lời. Mình trả lời cũng không có trúng có được câu hỏi được. Thành ra chúng tôi không có khả năng để mà trả lời đâu. Hỏi gì với trong cái đề tài nào
Đó, khi học học cái gì thì người ta còn dựa vào những cái đó để người ta biết được, người ta trả lời. Chứ còn hỏi cái câu hỏi mà chỉ đánh vào cái trung tâm vũ trụ về biết được đâu mà nói. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ. À, con thấy còn còn 3 phút nữa. Dạ, bạch ngài, ngài cho con hỏi một cái câu hỏi của người bạn đạo nha ngài. Dạ. Con đã thấy chị Quang Thanh chờ ngài, con xin đọc ạ. À, kính bạch ngài, giới thì khó mà được gìn giữ đối với phàm nhân, trong giới nguyện con xin cố gắng tránh xa sự sát sanh, vân vân. Phải chăng Đức Phật thấy rằng đối với phàm nhân khó được thành tựu? Hàng phàm nhân như chúng con cố gắng hết sức để gìn giữ giới, nhưng không thể không lũng giới, thưa ngài. Dạ, kính mong ngài giảng dạy thêm. Dạ, con xin dâng mít lại cho ngài ạ. À, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chị quý vị. Thật sự là tại vì mình không học tới nơi tới chốn, mình chỉ mình thấy có, chứ học tới nơi tới chốn mình biết. Trong những cái điều mà về cái chi, mình gọi là chi pháp của nó, thì không biết cái nào nó quan trọng. Thí dụ như bây giờ đó, thế giới thứ nhất là nó có năm chi. Chúng sinh có thức tánh, biết chúng sinh có thức tánh, có tác ý giết, nha, ra sức làm việc đó và chúng sinh nó chết. Bây giờ mình muốn giữ trước là mình phải biết cái tâm mình lúc đó là cái gì. Mình có tác ý giết phải không? Thì mình mới có thể mình bắt đầu mình giữ được. Còn mình không biết là không có đường nào đó. Dầu rằng chúng sinh có thức tánh hay không mà nếu mình không biết cái lúc đó mình suy nghĩ cái gì, cái lúc đó là cái trong cái tâm mình có cái gì đó thì mình không giữ được giới. Đó. Thành ra cái mà mình giữ giới cũng là một cái tình hành thực luyện cái tâm mình để cho nó đủ nhạy. Để mình biết mình đang làm gì, nào nó mấy. Chứ thường thường đó, quý vị để ý coi, thường thường với cái tâm quý vị không có đủ nhạy. Cái chuyện dễ nhất là quý vị đứng cái chỗ đó mà con mũi mà nó vô nó quấn cái gì, nghĩa là quý vị cảm thấy nhột 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 hay là ngứa là quý vị bọp liền, chứ quý vị đâu có ở đâu mà cho ngồi ở đâu mà suy nghĩ vậy. Suy nghĩ là dòm nó là chúng sanh có thức tánh. Biết chúng sanh có thức tánh, có tự ý giết à, không có đường nào mà ngồi mà biết được mấy đó, bởi nó nhanh ghê lắm. Thế nên cái quan trọng nhất là cái tác ý, tức là cái tâm sở tư trong cái não của mình á, lúc đó muốn làm gì mình phải biết cho đủ, cho đúng thì mình giữ được mấy cái kia luôn. Chứ không phải là biết đủ năm chuyện rồi mới giữ được. Chỉ cần biết cái chuyện là cái tác ý trong cái tâm mình lúc đó là cái gì là mình có thể giữ được mấy cái kia. Bởi vì mình có tác ý giết, mình không giết là tức là mà nó có thức tánh hay không kệ nó. Mình không giết là mấy cái chi sao nó cũng thành vấn đề. Bởi vì mình cái chi chánh mình đã không phạm, cái chi thành ra mình phải tập như vậy để cho cái tâm mình nó nhanh. Cái chuyện mình học các chi như vậy là để cho cái tâm mình nó đủ nhanh, đủ hiểu những cái chuyện mà mình đang làm gì. Thì mình mới có thể mình giữ được cái giới đó. Chứ còn mình không biết làm sao mình giữ. Mà đa số thì chúng tôi xin thưa quý vị, từ ngày quý vị vô, dù quý vị nguyện trở thành Phật tử, quý vị thọ tam quy ngũ giới, có bao giờ mà người ta dạy cho quý vị những cái chi đó không? Đó. Mình phải tự tìm hiểu lấy. Chứ đừng có nghĩ là nó dễ để mình bỏ qua. Mình càng bỏ qua thì càng phạm nhiều. Như vậy thôi. Nam mô Bụt Thầy, dạ kinh bạch chư tổ hiền, dạ kinh thưa chư tăng sinh nam, con xin lỗi trong đạo tràng. Tất cả phước báo và phật sanh vô pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy lòng với duyên lành. Thì tất cả chư tổ hiền giả, chúng con xin năng nơi trong đạo tràng có được cơ hội chấm dứt cái nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Thầm Ma, dạ nam mô Sang Khai, dạ nam mô Ratanatayasa. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng và đã dành thời gian quý báu của mình để cho chúng con, để chúng con được hiểu và hành pháp cho đúng, cho đúng ạ. Dạ, cúng con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. Dạ, sau xin kính mời đạo tràng cùng con sám hối Phật bảo và pháp bảo trước khi con, dạ sau đó con sẽ thỉnh sư Tuệ Đức
chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con. Uttamange na vande hang ba da bang sung varuttamang Buddheyo kalito doso Buddho kamatutang mamang Uttamange na vande hang Thammang chaduwe tham warang Thammeyo kalito doso Thammo kamatutang mamang Uttamange na vande hang Sangkhan chaduwe thottamang Sangkheyo kalito doso Sangkho kamatutang mamang. Dạ con kính thỉnh sư Tuệ Đức có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp à. Dạ con kính dâng mít lại cho sư à. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ con không biết là sư Tuệ Đức có trước máy không ạ? À? Dạ con không thấy tín hiệu. Dạ con kính Ngài Trí Đức ạ. À. Dạ con kính thỉnh Ngài Trí Đức có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp không ạ? À? Dạ con kính thỉnh bàn tay, con kính thỉnh Ngài. Ngài cho con số 1 Ngài nghe âm thanh của con nha Ngài. Dạ con kính thỉnh Ngài Trí Đức, con không biết Ngài có con không Ngài?